Xin Thầy con hỏi, nếu có người thường ngày đều cầu nguyện niệm Phật được vãng sanh, nhưng bị đột quỵ chết bất đắc kỳ tử, như vậy có được như ý không? Quý hiểu ý câu hỏi không? Hằng ngày thì xin vãng sanh về cõi Phật, nhưng bây giờ người này chết một cách nghĩa là đột ngột như vậy, có được vãng sanh không? Theo quý vị được vãng sanh không? Được không? Được. Thưa đại chúng, Đức Phật dạy chúng ta có 5 điều chúng ta không biết trước. 1. Không biết mình sẽ bệnh gì. Đúng không? Mình đâu biết mình sẽ bệnh gì. Thứ 2. Chừng nào mình bệnh. Thứ 3. Khi nào mình chết. Thứ 4. Chết vì lý do gì. Thứ 5. Chết ở đâu. Có phải không? Thì Phật nói rồi, có 5 điều mình không biết được. Khi nào bệnh, bệnh gì, khi nào chết, chết vì sao mà chết ở đâu, không biết. Nhưng mà cái chuyện mà mình chết đó là việc sự thật của thế gian này. Còn chết cách nào không biết, mà chết cách nào cũng là chết. Và chắc chắn mình sẽ chết. Cho nên mỗi lần mình đụng chuyện mình nói chắc chết. Và yên tâm điều đó, vì mình sẽ chết chắc. Không có cái gì chắc hết, chỉ có chết là chắc thôi. Nhưng mà có một cái điều là vì mình biết vô thường nó sẽ đến với mình bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Cho nên hàng ngày tâm của mình phải hướng thượng, hướng Phật. Để chi? Để khi mình đi cái tâm mình nó có hướng nó đi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Bây giờ quý vị có bỏ Pháp Hòa ở đâu đi, thì trong bụng Pháp Hòa muốn đi đâu? Di chùa thôi. Như vừa rồi Pháp Hòa đi giảng có một cái chỗ đó, trời ơi, chùa chật hẹp mà chưa có cái gì hết, vô nó lạnh, nó đủ thứ hết. Cái người ta hỏi thôi giờ tụi con đi mướn khách sạn cho thầy ở nha. Pháp Hòa nói khỏi, miễn có chùa là ở được rồi. Thành thử ra ở ngay trong chùa đó, lạnh thì chịu lạnh, lạnh thì mặc áo lạnh, nhưng mà đã có cái chùa thì mình cứ ở trong chùa. Vì cái tâm, trừ khi nào mình không có thì mình mới tính chuyện khác. Còn bây giờ mình có chùa, mình ở chùa chứ mắc chi. Thì ở đây Pháp Hòa muốn nói cái tâm của mình hàng ngày như vậy. Ví dụ Pháp Hòa hỏi quý vị đi chơi, đi du lịch, đi qua các xứ vậy, cái quý vị đến đó cái hỏi người thân ở đây có chùa không? Hãy có chùa cái gần đây không? Cuối tuần chở tôi đi chùa một cái, hay là bữa nào rảnh chở tôi đi lễ Phật một cái. Tại cái tâm mình hướng chùa. Cho nên đời sống của chúng ta, quý vị sẽ biết một điều rằng rất là vô thường. Chúng ta hoàn toàn không biết mình chết ở đâu, chết lúc nào và chừng nào chết. Chuyện đó nó có thể xảy ra. Cho nên giây phút nào mình còn sống, lúc nào tâm mình cũng phải hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Mà hễ mình hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát thì bất cứ mình chết cách nào mình cũng đều được đi về cái cõi mình muốn hết. Tại mình muốn đi về cõi đó. Còn cái cách này chỉ là bình thường. Cho nên được vãng sanh chứ không sao. Tùy theo cái tâm mình hướng. Thưa Thầy, hôm con quy y, chồng con là đạo Chúa. Con xin hỏi Thầy, vậy trong nhà chồng con để hình Chúa có được không? Vì con đã thờ Phật trang nghiêm. Con nghe nói một nhà không được thờ hai đạo. Vậy xin Thầy giải dùm con. Tại vì mình kỳ thị chứ hai ông cụ kia đâu có kỳ thị. Cụ Giê-xu với cụ Thích Ca enjoy mà đâu có gì đâu. Cho nên á, quý vị nhớ là khi mình còn phàm phu thì mình mới còn có ngã chấp mình ta. Chứ còn các bậc đạt tới cái chỗ đó rồi các ngài đâu có thấy cái gì khoảng cách đâu. Thưa đại chúng, ngôn ngữ thì có phân biệt, nhưng mà tình thương thì không có từ ngữ. Mà tình thương thì hễ là có con người, có trái tim là có tình thương giống nhau hết. Mà Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Không có khoảng cách, không có kỳ thị. Trong nước mắt cùng mặn, giọt máu cùng đỏ. Bây giờ á, cái điều này á, rất là dễ thương là hai vợ chồng cùng hướng về cõi đẹp. Chồng hướng về Chúa, vợ hướng về Phật thì mình để hai bàn thờ mình kính lại chung, có sao đâu. Chỉ sợ cái là một người kia kỳ thị, cấm không cho mình đặt bàn Phật, hoặc là cấm không cho mình để bàn Chúa, thì cái đó, cái điều đó bất vui, cái điều mà không vui nó xảy ra. Còn giờ mà một nhà sum họp sớm trưa, gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng, thì hạnh phúc quá rồi. Cho nên cô phải hạnh phúc, cô phải sung sướng là vì mình được một người chồng có hiểu biết, có cởi mở, và mình cũng có cởi mở, có hiểu biết, cho nên mình đã tiếp nhận Chúa dễ dàng. Và vậy tại chúng nhớ là chỉ khi nào con người mình còn phàm phu mình mới có khoảng cách thôi. Cũng giống như mình nói thì nói tiếng Việt, chỉ có cái giọng nó khác thôi, chỉ có cái giọng khác thôi, chứ còn tiếng Việt là giống nhau hết à. Vậy mà cũng phân biệt Trung Nam Bắc phải không? Rồi cũng khổ theo miền dùng vậy. Cho nên mình hãy càng chia nào khổ nấy, mà mình càng ngồi lại với nhau thì mình càng hạnh phúc. Cái đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình cứ nghĩ đi, trong nhà mà giờ 5 anh em mà 5 cái kiểu nghĩ, 5 cách sống, thì có phải gia đình nó không vui không? Anh em cùng đồng lòng hết trơn nó vui. Mà đồng lòng gì? Hướng đẹp hết. Cho nên đó, mình đó, tin cái nào mình đừng có bác người ta. Cái đó là cái điều không có nên, mà không có dễ thương. Mà dễ thương nhất là mình tôn trọng người khác. Và thưa đại chúng là quý thầy á, đi giảng á, đã từng giảng ở rất nhiều nhà thờ. Tại vì có đôi lúc mình không có chỗ, mình đi mượn nhà thờ. Mà nhà thờ rất là dễ thương, các vị linh mục cho mình mượn luôn. Như vừa rồi là Pháp Hòa giảng ở Hawaii á, ở Maui á, 2 ngày khóa tu, giảng những cái buổi giảng chính là giảng trong thánh đường luôn, giảng ngay trong cái thánh đường của các vị luôn, chứ không phải là giảng ở trong cái trong cái hội trường gì của họ, giảng ngay trong cái lễ đường của họ luôn. Và chẳng những vậy mà ma sơ còn ra tiếp mình, chào mình nữa. Rồi Pháp Hòa cảm ơn quá chừng, bà nói không sao đâu các vị. Pháp Hòa còn nói thêm nữa, chỗ này tốt quá, mai mốt tụi tôi xài tiếp nha. Được sướng, được xài, được người ta cho mình dùng, tại sao lại kỳ thị? Cái đó là cái điều mình dở, và chính mình kỳ thị vậy cho nên mình khổ à. Xin thầy giải thích giùm con, tại sao con nằm chiêm bao thấy Phật? Trời ơi, bây giờ họ thấy Phật mà cũng không chịu, không lẽ muốn thấy ma? Thì tâm mình thường nghĩ Phật thì mình thấy Phật. Cái tất, quý vị nhớ chiêm bao là do 5 điều nha. Mình có 5 lý do để nằm chiêm bao. 1 là do túc nghiệp nè. 2 là do mình tâm sinh lý, mình ngủ thân thể nằm không đúng cách, sinh chiêm bao. 3 là hàng ngày mình nghĩ cái gì thì đêm ngủ cũng chiêm bao. 4 là quỷ thần. 5 là thiện thần, ta mách bảo, ta gia hộ mình, hay quỷ thần quấy phá. Thì hàng ngày mình nghĩ cái gì thì ban đêm mình thường thấy cái đó. Tại vì sao? Khi mình ngủ á, là 5 cái thức của 5 cái mắt, tai, mũi, miệng nó ngủ. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ khi mình còn sống mình mở mắt, là cái căn này nè, con mắt này mở, nhìn thấy cảnh, thì cái ý thức của con mắt á, nó nhận ra liền, ô, chị Năm, chị Ba, cái ý thức nó nói. Rồi mình thí dụ như mình chưa gặp người đó qua, mình được người ta giới thiệu, mình nói tôi xin giới thiệu, đây là ông Chính, thí dụ vậy. Thì ngay cái giây phút mình gặp được ông Chính, mình bắt tay ông Chính xong rồi, thì cái hình ảnh ông Chính nó nằm ở trong cái tàn thức, mình thu vô trong cái memory của mình. Thì tối mình ngủ là 5 cái thức nó ngủ. Thức của mắt, thức của tai, thức của lưỡi, thức của thân, thức của mũi. 5 cái này nó ngủ. Bằng chứng là ngủ rồi ai nấu xạo gì mình đâu ngửi được, rồi ai làm gì rột rạc nhỏ nhỏ mình đâu nghe được, thậm chí người ngủ mê mà ai lấy tay quơ quơ trước mắt mình đâu biết, đâu thấy gì. 5 cái đó nó ngủ. Có một cái nó thức thôi, là cái ý thức mình nó ngủ. Nó thức, cái ý nó thức, nó mới đi vô cái memory đó, nó bốc lên, cho nên mình có chiêm bao. Ban ngày mình nghĩ cái gì nhiều, ban đêm mình thấy cái đó. Ví dụ như mà nhiều khi mình thèm ra muống xào quá, tối ngủ mình thấy ra muống. Thậm chí đang ngồi tụng kinh cũng thấy dĩa rau muống. Cho nên á, hàng ngày tâm mình nghĩ cái gì thì mình sẽ thường gặp cái đó. Cho vì vậy người ta kêu niệm Phật, gọi là chữ niệm là không phải lấy cái miệng niệm, lấy cái này, lấy cái tâm thức mình hay nhớ Phật, nghĩ Phật. Mà người nào hay bị tán loạn, ta đưa cái hình cho mình focus, mình nhìn vô cái hình đó, miệng đọc cái lời tên của Phật, mắt của mình nhìn để mình ý thức, mình tiếp xúc cái hình ảnh đó để mình không có bị phân tâm. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là quán tướng niệm Phật. Cái đó gọi là quán tướng niệm Phật. Cho nên mình nằm chim bao là thấy Phật là tốt, nhưng mà nhớ là mình chỉ thấy trong chim bao là vì tâm mình thường nghĩ thôi. Xin thầy cho biết Phật có nói láo không? Pháp Hòa hiểu được cái ý của câu hỏi. Thật ra đó thì chữ nói láo là gì? Nói nó có 4 cách nói. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, gọi là nói dối, nói láo. Đâm đầu này thọc đầu kia gọi là hai lưỡi, tiếng Hán gọi là lưỡng thiệt. Chửi rủa mắng xả người ta gọi là ác khẩu, phải không? Và nói những lời vô ích, dụ dỗ người ta gọi là ỷ ngữ. Ỷ ngữ tức là nói những lời mê hoặc người khác. Ví dụ như nói chị theo tôi đi 3 tháng cái chị thành Phật à, hay là chị cúng cho tôi cái chị được cái này phước kia. Cái đó là ỷ ngữ và nói dối. Vậy thì cái lời nói dối nghĩa là mình nói không thật. Nhưng mà nó có cái trường hợp là nói không thật để cứu người, thì cái điều đó không có sai. Pháp Hòa ví dụ, ở trong kinh có kể câu chuyện có một thầy tỳ kheo đi khất thực. Thì có một cái người đó họ làm rớt chiếc nhẫn, nó lăn tới cái chỗ con ngỗng. Thì con ngỗng nó thấy cái chiếc nhẫn lăn đụng chân nó, thì nó cứ nhanh, nó ngậm cái chiếc nhẫn, nó nuốt một cái đi. Thì trong lúc cái người đó chạy tới thì ngay cái chỗ đó thì chiếc nhẫn không thấy, thì mới nghi là ông thầy này lấy. Hỏi ổng không có nói, ổng không có lấy. Thì họ đánh ổng tới chết. Mà ổng thấy con ngỗng nuốt chiếc nhẫn đó chứ. Nhưng bây giờ nếu mà ổng nói ra mà con ngỗng mà nuốt chiếc nhẫn á, thì họ sẽ giết con ngỗng ngay. Thì cuối cùng là khi con ngỗng đó nó lăn ra, nó bị một cái gì đó nó chết đó, thì người đó họ mới, cái người chủ đó mới mổ bụng cái con ngỗng để ăn thịt. Trong khi làm thịt nó thì mới phát hiện là chiếc nhẫn nằm trong cái bụng của con ngỗng. Thì ở đó là một câu chuyện để nói lên những cái bậc mà người ta không nói những điều mà tác hại đến cho người. Ổng nói dốc mà. Ổng nói dốc là ổng không thấy ai lấy, mà rõ ràng ổng thấy con ngỗng lấy, nhưng vì cứu con ngỗng ổng không nói. Như vậy thì ở đây cũng vậy. Có những điều chúng ta nói dối, nhưng mà nói dối đó nhằm mục đích không để hại người mà để cứu người, thì cái nói dối đó không có lỗi. Pháp Hòa ví dụ như á, hai cái người đó họ gây gỗ với nhau, rồi họ tới với mình họ nói xấu về nhau cho mình nghe. Thì cái người kia gặp mình đấy, tôi thấy bữa đó cái ông đó cái bà đó ghé vô chị có nói gì tôi không, mặc dù hồi nãy họ bữa đó nói rất là nhiều, nhưng mình cũng sẽ nói rằng không có nói gì hết, tới thăm tôi thôi. Nói dối á, rõ ràng tao có nói cho mình nghe mà tại sao mình nói nó không? Vì cái nói dối này mình mục đích mình biết rất là rõ là mình không muốn làm hai bên thêm đổ vỡ, cho nên mình nói không, người đó không có nói gì về anh, về chị hết. Vì vậy cho nên thưa đại chúng, giới đó, cái cách mình giữ giới đó nó có 4 cách ha. 1 là khai, 2 là giá, 3 là trì, 4 là phạm. Khai, giá, trì, phạm, 4 cách giữ giới. Có lúc mình mở gọi là khai, có lúc là giá là phải ngăn lại, có lúc mình phải giữ giới đó gọi là trì, còn không là mình sẽ phạm. Đó là 4 cách giữ giới. Bây giờ Pháp Hòa nói với đại chúng gọn 2 câu thôi để đại chúng biết cái cách giữ giới của đạo Phật nè. Quý vị nhớ 2 câu thôi là quý vị giữ giới được. 1 là chỉ trì, Hai là tác trì. Chỉ trì là gì? Là hãy nên gìn giữ những gì cần gìn giữ. Tác trì là gì? Nên làm những việc cần làm. Thí dụ đèn đỏ là phải ngưng khi lái xe, cái đó là chỉ trì hay tác trì? Chỉ trì. Mình phải nên giữ cái đó, mình phải nên giữ cái điều đó. Cái gì sai là mình phải giữ. Giữ cái gì nó sai mình không nên làm, gọi là chỉ trì. Chỉ là dừng. Trì, mình phải giữ gìn, mình phải trì những cái gì cần giữ. Thí dụ như là trộm cắp là chỉ trì đó. Không có trộm cắp là chỉ trì. Nhưng mà tác trì là gì? Bố thí. Chữ tác là làm, nên gìn giữ những điều cần làm, đó là bố thí. Phải nói lời hiền lành, đó là tác trì. Đừng nói những lời thô ác là chỉ trì. Cho nên người nào mà giữ được hai cái này là người đã giữ được giới đó. Mà nói chốn lại là tất cả giới luật của đạo Phật không ngoài hai cái điều này, chỉ trì và tác trì. Mà thường thường trong giới luật lúc nào cũng nói hai việc. Mình nên giữ cái xấu là nên làm cái tốt. Cho nên quý vị thọ thập thiện là vậy đó. Thưa Thầy, người Phật tử giữ ngũ giới mà còn đi casino, như vậy có tội gì? Và phạm vào giới nào? Giới tham, xin Thầy giải rõ. Trước hết là xin thưa đại chúng là người Phật tử tại gia đó, căn bản quý vị giữ 5 giới. Rồi bây giờ nói chữ giới là gì? Bây giờ mình nghe giữ giới, phạm giới, mà đôi khi bản thân mình chưa biết giới là gì. Bản thân mình cũng chưa bao giờ giữ giới, mà hễ ai đụng cái đó, người đó phạm giới. Thấy không? Mình hay chỉ trích người khác phạm giới lắm mà không biết mình phạm nhiều. Thì bây giờ chữ giới á, đơn giản thôi. Quý vị chỉ nhớ giới vậy nè. Giới là đạo đức. Giới là đạo đức. Người có đạo đức nghĩa là người ta không vi phạm những gì sai. Dễ thôi. Ví dụ giờ người đã không ăn cắp, sống đời rất là thanh bạch, mặc dù người đó chưa đi chùa, chưa biết giữ giới, chưa có thọ giới gì từ Phật giáo cả. Nhưng mà người đó biết một điều rằng sống ở đời không phải của mình, tại sao mình lấy? Người đó đạo đức chưa? Đạo đức. Người đó chưa bao giờ biết gì về giới hết á, nhưng mà người ta biết một điều là tôi sống không bao giờ nói gian, nói dối, đâm bì thóc, thọc bì gạo ai hết. Người đó giữ giới chưa? Và người đó có đạo đức không? Có đạo đức. Vậy thì giới nghĩa là đạo đức. Rồi bây giờ cái thứ hai là quý vị hiểu rằng tại sao phải giữ giới. Nhà Phật gọi là giới thể. Giới nó có mấy loại nghe. Giới thể, giới tướng, giới tánh. Bây giờ mình nói cái giới tướng là cái action, cái mà người ta thấy. Thí dụ như đánh người đó, cái tướng người đó là đánh người. Nhưng mà có thể là mình chưa có đánh, khởi lòng thôi. Tao mà tao có cây tao đập mày chết. Trong đầu nghĩ vậy thôi. Có nhiều khi tức người đó quá, trời ơi tôi biết hồi đó nó hỗn vậy, tôi bóp mũi nó chết cho rồi. Mình trong lòng mình khởi thôi. Cái đó gọi là giới tánh. Chưa có hiện ra tướng, nó còn trong tâm. Có khi gọi là giới ý đó. Nhưng mà bây giờ cái thể là gì? Thể nghĩa là cái nature, cái mà tại tất cả những cái giới này để làm gì? Một mục đích thôi, ngăn cái ác. Tất cả giới, cái thể của giới chỉ để ngăn ác thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như giờ nói về luật đi đường. Ôi cha, người ta đưa ra quá trời những cái cách để đi đường. Lúc nào chậm, lúc nào nhanh, lúc nào bao nhiêu speed, rồi lúc nào được sang len, lúc nào không được sang len. Tất cả những cái chuyện luật lệ trên đường lộ nhằm mục đích để làm gì? Tránh cái gì? Tránh tai nạn. Thì cái thể của tất cả mọi cái luật lệ trên giao thông để nhằm bảo vệ sự an toàn cho mình và cho người. Đó gọi là luật giới thể. Vậy quý vị hiểu chữ giới thể không? Giới thể nghĩa là cái mục đích, cái tôn chỉ và tất cả những luật giới đưa ra nhằm ngăn ngừa những cái điều sai quấy của con người. Dễ thôi. Do đó gọi là giới thể đó. Cho nên thường thường mình nguyện Phật, mình nói nguyện cho con giới thể châu viên, nghĩa là làm sao con sống mà con đừng vi phạm những điều sai quấy, và con thọ rất nhiều giới, và gom lại chỉ có một điều thôi, nhằm mục đích bảo hộ đừng để cho chúng ta vi phạm. Cho nên trong giới luật của các thầy, các sư cô, nó có một cái gọi là ác tác, nghĩa là việc làm ác. Có một cái gọi là ác thuyết, nghĩa là những lời nói ác. Ví dụ như mình vừa nghe chuyện của người ta xong, lại ngoắt chị kia lại, lại đây tôi nói cho nghe, sư cô nha, sư cô giữ giới, sư cô không nói dốc, nãy nó nói xấu con, để sư cô nói cho con nghe. Thí dụ một vị sư cô nói như vậy là ác thuyết. Có cần thiết phải nói điều đó không? Trong thập thiện đó, nó có cái giới là không nói những lời vô ích. Người ta nghe cái chuyện đó lợi ích gì cho cả hai, rồi bản thân mình được lợi ích gì, cả ba đều không lợi ích, thì tại sao phải nói? Mà nếu mà hành động như thế thì chúng ta gọi là ác tác, nghĩa là hành động xấu. Thậm chí ví dụ mình ghét người ta, mình chỉ trỏ người ta, mình mắng, mình sỉ vả người ta, đều đi vào trong cái ác tác, ác thuyết. Vậy thì chơi bài có tội gì? Kiếm tiền của anh chơi thôi. Nhưng ở đây bài lúc chơi không có tội, nhưng mà nó là nhân gây các tội. Ví dụ anh thua quá rồi anh làm gì? Anh đi mượn. Mà khi anh mượn anh dám nói thiệt không? Anh dám nói tôi chơi bài thua quá không? Không. Trời ơi, má con bệnh đau, bây giờ cần tiền mổ gấp, chùa bị hoài chứ gì. Đây bữa hôm mấy tuần ấy trước có bữa sắp sửa lên đắp y làm lễ, có ông chạy vô, thầy ơi cứu con thầy, má con bệnh nặng ở Việt Nam mổ mà không có tiền, mà bây giờ cần gửi tiền gấp, thầy cho con mượn 2.000. Lúc đó làm gì có tiền mà đắp y lên làm lễ. Mình nghĩ trong bụng, ông này chắc cũng 70-80% nói dốc rồi. Nhưng nếu mà mình không đưa thì cái tâm của mình nó không yên, rủi ông má ông bệnh thiệt làm sao. Thôi người ta mới cúng 500 đấy, thôi giờ đưa cho chú đỡ. Ông đi luôn không có trở lại đâu. Thì Pháp Hòa mới thưa đại chúng á, cái đánh bài nó không có tội, tiền của mình mà, nhưng mà nó là gây cái nhân để gây các tội. Thứ nhất là tội nói dốc, tội lường gạt, rồi cuối cùng mà cần quá thì bắt đầu gì? Ăn cắp, ăn trộm, đúng không? Ăn cắp đồ của gia đình mình, ăn cắp tiền của gia đình mình, rồi cà thẻ. Mà cái người mà cờ bạc rồi á thì bắt đầu tánh tình đời sống không còn dễ thương nữa. Uống rượu cũng không có tội, nhưng mà nó là cái nhân gây các tội. Tại vì khi mình uống rượu vô rồi thì tâm trí mình cuồng loạn. Cho nên cái giới thứ 5 á, hồi nãy quý vị nghe cái giới thứ 5 á, là ý thức được khổ đau của sự tiêu thụ không chánh niệm. Cho nên cái giới thứ 5 mà nói đơn giản là uống rượu, hút thuốc, xì ke, ma túy rồi đó, thật ra mấy cái đó là bản thân mình thôi. Nếu mình làm cái đó thì mình tổn hại đến bản thân mình, và khi bản thân mình tổn hại thì người thân mình cũng phải chịu trách nhiệm. Không lẽ người ta bỏ mình chết thì người ta phải cứu mình. Mà thưa đại chúng, chùa nhận không biết bao nhiêu thơ, không biết bao nhiêu cú phone, không biết bao nhiêu những người Phật tử lên chùa khóc lóc chỉ vì người thân họ lâm vào con đường cờ bạc, tài sản mất mát, gia đình ly tán, mà chưa có một người nào mà vỗ ngực xưng danh tôi làm giàu nhờ cờ bạc hết. Mà người nào cũng tự hào là tôi mạt nhờ nó, gia đình tôi không còn gì hết cũng nhờ nó, phải không? Thành thử ra cái đó, chữ phạm giới đó không có nghĩa là Phật bắt tội gì mình, nghĩa là mình vi phạm cái điều gì mà nó không đúng thì nó hại cho mình vậy thôi, chứ Phật không có bắt tội ai hết á. Quý vị nhớ là cái chữ tội trong Phật giáo không có nghĩa là có một ông thần, ông Phật nào ngồi đó chờ mình phạm lỗi bắt mình cái. Ông đâu có rảnh, ông đâu có quẩn kiểu đó đâu. Mà tại sao ông rảnh đâu mà cứ đi bắt tội? Chữ tội đây là gì? Chữ tội là gì? Khi mình biết cái gì sai mà mình vẫn làm, gọi là phạm tội. Anh biết cái đó sai mà anh vẫn làm thì kêu phạm tội chứ có gì đâu. Anh sơ ý mà anh làm thì gọi là phạm lỗi, là không biết làm. Nhưng mà anh đã biết cái đó sai. Có ai người ăn cắp biết mình sai không? Biết không? Biết chứ, không biết sao đi lén lút. Nếu không biết mình sai sao đợi lúc nhà ta không có người mới vô? Nếu không biết mình sai mà tại sao tinh vi trong cái vấn đề ăn cắp? Biết mình sai mà vẫn làm, cái đó là tội. Như vậy chữ phạm tội hay là phạm giới nghĩa là anh vi phạm cái điều mà anh không nên làm, và chính cái đó anh biết nó sai, anh vẫn làm thì tội. Chứ Phật không có bắt tội ai hết. Anh làm điều đó thì khổ lụy nó đến với anh. Đó, cái đó gọi là địa ngục, cái đó gọi là trừng phạt. Cho nên địa ngục là gì? Chữ địa là dày chắc, chữ ngục là tối tâm. Khi tâm mình dày chắc những sự mê mờ không sáng suốt gọi là địa ngục. Ví dụ mình giận ai đó, mình chấp trước cái câu nói người đó, hành động người đó, là mình đóng một cái tường rất là dày. Rồi mình đau khổ với lời nói đó, hành động đó. Thậm chí người đó xin lỗi mình rồi mình vẫn không tha thứ. Cái đó là mình tự mình giam mình trong địa ngục chứ gì đâu. Trên địa là dày chắc, ngục là tối tâm. Khi nào mà mình ôm ấp một sự cố chấp dày đặc, mê mờ thì địa ngục có mặt. Cho nên không luận là Phật tử thọ ngũ giới, đi chơi casino mới phạm giới, mà bất cứ người nào, dù anh là người thường, anh đạo gì cũng cần biết, mà anh vướng vô cờ bạc là coi như khổ não nó tới rồi đó. Nhưng mà thưa đại chúng là cái hạt giống mình mới đưa xuống mà mình không thấy chỗ này tốt, đào nó lên kịp, để đó nó hồi nó mọc rễ, nó bám vô rồi, nó bứng nó ra khó lắm. Thì nhà Phật nói như vậy để nói lên cái ý nghĩa là mình giải cái nghiệp. Nếu mình biết cái đó sai, dừng liền ngay đó thì những cái rễ nó không mọc. Cho nên giải nghiệp là như vậy. Thì ở đây dù Phật tử không thọ giới hay thọ giới, mà chúng ta đã vướng vào đó thì cái tội, cái khổ nó tới rồi đó. Cho nên rồi á, có nhiều khi mình đi chơi với cái ý nghĩa là đi chơi cho vui. Nhưng mà thưa đại chúng là thường thường người nào đi chơi vui rồi lát cũng đắm chìm, thua 100, 200 rồi bắt đầu nó thôi để gỡ. Đó, nhưng mà gỡ không phải là gỡ, không phải mình gỡ của họ, mà họ gỡ của mình. Thử ra cái đó là cái mình nên cẩn thận. Kính bạch Thầy, mỗi ngày chúng con ôm cái máy nghe Pháp của Thầy Pháp Hòa mà không nhớ niệm Phật. Vậy khi chúng con chết thì chúng con sẽ đi theo Thầy Pháp Hòa phải không? Cái này em không có suối à. Quý vị biết cái máy nghe Pháp á, bây giờ người ta thâu mấy cái máy nó vô cả ngàn cái bài giảng vậy đó. Thì bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, nghe Pháp với niệm Phật. Cái nghe Pháp á, là chỉ là cái Pháp học thôi. Còn mỗi ngày mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình phải có ngồi thiền, mình có cái thời khóa nào cho mình á, cái đó gọi là Pháp hành. Phật giáo có hai cách để mà tu tập. Nếu mà mình muốn cái Pháp hành của mình hay, đúng, thì mình phải có cái học. Học mới biết cái nào đúng mình làm. Cho nên nghe Pháp chỉ mới học thôi. Bây giờ quý vị học quá chừng quá đất, mở mang nhưng mà ôm mớ kiến thức không được, không có tu gì hết không được. Phong Hòa ví dụ thôi, bây giờ người ta hỏi mình là tham là gì? Nói ồ, tham là khi mình muốn quá độ, sân là khi mình nổi nóng lên, rồi mình giải ôi, nào mình đọc thơ ha: lửa sân nổi dậy đốt thiên, như chim đứt cánh như diều đứt dây. Hỡi ai nên lấy lời này, có nên tiếp đám rừng cây chăng là? Có nên dẹp lửa cho xa, có nên nhẫn nhục cho qua tháng ngày? Có nên bít mắt ngưng tai, có nên niệm Phật hoài hoài hay không? Ai hỏi mình giảng chàng vậy, mà tới đụng tới mình nổi sân quá chừng, tại mình không có hành. Thấy không? Cho nên học là nghe pháp, hành là mỗi ngày mình ứng dụng. Thành thử ra cái này phải quân bình cả hai. Còn quý vị mà ôm cái máy quý vị nghe pháp không, nói cái vụ mà chết có theo thầy không đó. Ở bên Toronto có một chị Phật tử, lúc mà chị có mang thai đó, chị nghe băng giảng dữ lắm, mà chị nghe của Pháp Hòa nhiều nhất. Thành thử ra khi sanh đứa nhỏ ra có nó giống Pháp Hòa. Cái ba nó, ba nhỏ nựng đó, mà thật sự hai vợ chồng Hòa chưa bao giờ gặp mặt. Rồi Pháp Hòa chỉ nghe người thân kể, nó trời ơi ba nó mỗi lần nựng, nói trời ơi may là ông thầy ông ở xa đó. Ông gần là có chuyện rồi đó. Ở đây là mình muốn nói là khi mà mình, giống như là khi mình có mang thai đó, mình nghĩ cái gì thì nó sẽ giống cái đó. Ví dụ như vì vậy cho nên hồi đó đó có cái cách là người nào mà có mang á, là người ta thường xem hình những đứa bé, xem hình Phật, những cái gì vui để chi, để người ta dưỡng cái đứa nhỏ đó. Còn ví dụ như mình ghét cái người đó, mình bực cái người đó, sinh ra ít nhiều nó giống cái người đó. Cho nên đó, hồi nhỏ đó người ta hay nhắc nhở, khi mà nhất là người chồng, khi người vợ có mang thai thì người chồng phải là cái người giúp cho người vợ dưỡng thai rất là nhiều. Cho nên đó, cái công việc mà dưỡng thai đó, mang thai là của người mẹ, và trợ cho người mẹ dưỡng thai là công việc của người chồng. Người chồng không mang thai, nhưng người chồng phải có trách nhiệm và bảo hộ giúp đỡ cho người vợ dưỡng thai, để hai vợ chồng cùng tác hợp tạo nên một đứa con cho nó đẹp, nó thanh tịnh, giống như hai vợ chồng. Thí dụ người vợ cố gắng vui, nhưng người chồng cứ chọc cho người vợ giận hoài thì sao vui nổi. Cho nên tuy người chồng không mang thai, nhưng người chồng phải dưỡng thai. Còn người mẹ là người mang thai, và người mẹ cũng phải tiếp nhận cái sự dưỡng thai đó. Cho nên hồi đó có người giải thích đó, không? Tử cung là gì? Là cung điện của đứa nhỏ. Vì khi người con ở trong bụng mẹ, mẹ không dám đi mạnh, không dám ăn những cái gì mà có tác hại đến người con, cưng đứa con như một hoàng tử, như một công chúa vậy. Cho nên là quý vị ôm cái máy niệm, ôm cái máy nghe giảng chỉ là mình học cái pháp thôi, còn mình ứng dụng, mình hành mới là điều quan trọng. Vì chính cái đó nó mới giúp cho mình hết khổ được. Còn mình nghe pháp thật là nhiều mà mình không giải quyết được cái nỗi khổ của mình á, thì không chừng cái pháp đó trở thành ra cái mà hại mình nữa là khác. Nhiều khi mình biết nhiều quá, mà mình rồi lúc đó không tự tu, mà cứ thấy ai cũng xung quanh mình cũng trật hết á, người nào cũng sai hết đó, bản thân mình không biết mình trúng sai gì hết. Cái đó là cái nguy hiểm. Thưa thầy, ăn chay trường mà thấy con gián giết nó có tội không? Thật sự mình ăn chay thì ăn chay, mình giữ giới mình không giết. Thật ra mình ăn chay là mình nuôi dưỡng cái lòng từ bi của mình qua miếng ăn. Rồi cái quan trọng là đời sống hàng ngày của mình đã thể hiện lòng từ của mình với những con vật xung quanh. Còn nhà mà có chuột có gián thì mình, nếu vì cái sự bảo hộ sức khỏe hay như thế nào đó, mình có thể làm, nhưng mà mình phải báo cho các vị đó biết. tôi xin báo cho các Bồ Tát Giáng biết, đây không phải là nơi của các vị ở. Các vị từ đâu đến thì các vị theo đó mà đi. Trong 3 ngày nữa người ta sẽ tới đây để xịt thuốc, thì tôi không muốn tổn thương tổn hại đến quý vị, tôi báo cho quý vị để quý vị đi. Đó là ở bên Cali là cái xứ ấm á, mối rất là nhiều, mối dán. Ở đây là mình có chuột, phải không? Thành thử ra nhiều khi á, những cái chỗ công cộng là mình không được để cho nó lan tràn ra, thì sở vệ sinh họ sẽ không có chấp nhận. Cho nên đôi lúc vì cái mình ở đâu nó có những cái luật đó rồi, và đồng thời để bảo vệ sự an toàn sức khỏe cho mọi người, thỉnh thoảng chúng ta cũng phải gọi là gì, chấp nhận cái lỗi, nhưng mà chúng ta phải báo để chúng ta không có cố ý, mà chúng ta đã làm cái việc là báo cho các vị đã biết rồi. Thưa thầy, cho con hỏi, nếu người mất mà tụi con không nhận chấp điếu vì gia đình sợ người mất nợ, nhưng nếu chúng con nhận chấp điếu để giúp người nghèo và trẻ em mồ côi thì người mất có mang nợ không? Cái này Pháp Hòa đã từng giải thích nhiều lần rồi, không có nợ nần gì ở đây hết á. Cái đó là do mình không xin mà người ta có lòng đó, người ta tới. Bây giờ mình nói là mình miễn phúng điếu thì người ta sẽ mua một vòng hoa, thì cũng là một dạng nợ rồi. Thành thử ra nếu mình có nhận đi, mình làm phước, thì thật sự ra nếu nói cho đúng ra là nhờ cái duyên người đó mất mới có được số tiền này làm phước. Vậy thì nếu mà nói là nếu mà không, chẳng những không mắc nợ mà còn có phước nữa. Mình nằm xuống để cho người khác có được sự sống, có phước chứ có sao. Cho nên không có gì trở ngại hết. Mà quý vị mà có nhận điếu cũng đừng sợ nợ, tại vì mình không có xin ai hết. Và đó là cái tấm lòng của người sống. Quý vị nhớ cái bài thơ không? 100 năm trước thì ta chưa có, 100 năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng với nhau. Mình đến đó mình thắp cây hương và mình muốn phụ giúp cho gia đình đó một chút xíu gì để trang trải trong khi có hữu sự. Mình để chút tiền vô đó gọi là tiền phúng điếu. Thưa đại chúng, đi đám cưới có đưa tiền không? Vậy sao không sợ nợ? Mà mình đưa đám tang lại sợ nợ, không có chuyện đó, phải không? Nhưng mà người ta không thể nào đám tang người ta đưa cái thiệp tôi xin long trọng báo tin má tôi vừa cởi hạt quy tây, nay tôi xin mời anh chị tới nhà hoàng gì đó để tham dự đám tang của má tôi. Sự hiện diện của quý vị là một hao tốn của gia là một vinh hạnh cho gia đình chúng tôi. Không lẽ mình nghi vậy? Cho nên ta nói đám cưới thì mời và đám tang thì chỉ báo. Đám tang là báo tang chứ không có mời tang. Tại vì cái quan niệm của mình, chứ thiệt sự có mời cũng có sao đâu. Tại cái quan niệm của mình thôi à. Quý vị nhớ là tất cả do tâm mình nghĩ. Pháp Hòa hay nói hoài, đừng sợ chụp hình 3 người. Quy Phật Pháp Tăng cũng có 3, phải không? Rồi mình cũng có Phước Lộc Thọ là 3. Tại sao lại sợ chụp 3? Rồi bây giờ hỏi 3 là tại sao tam tai? Rồi ráp vô 4 cũng có chuyện để nói vậy. Sanh lão bệnh tử dách gì sám say say là tử. Rồi không chịu 4, đưa vô thứ 5 không được 5. Tại sao? Ngũ quỷ cái do mình hết. Bây giờ mình có sợ quan tài không? Sợ quan tài không? Không sợ quan tài. Tại sao? Thăng quan phát tài. Tại sao sợ quan tài? Tất cả do tâm mình nghĩ. Cho nên đó là cái chuyện mình đi nhận điếu không có gì hết. Mà bây giờ mình không nhận, người ta sẽ đi một mâm trái cây, người ta sẽ đi một vòng hoa. Mà xin lỗi đại chúng là ở cái xứ mình ở đây là hoa nó mắc dễ sợ lắm. Mùa đông là nó mắc dữ lắm. Đi một vòng hoa mà chừng trăm coi cũng được, buộc lòng phải vài trăm đồng cái vòng hoa coi mới đặng. Mà để được bao lâu, thấy không? Thành tử ra nếu mình có nhận làm phước có sao đâu. Mà người chết không hề mang nợ gì hết. Chẳng những vậy mà còn có phước nữa. Duyên sự tùng sự, nhờ anh mất mà người kia có sự sống. Câu kế là duy tuệ thị nghiệp. Duy là duy nhất, duy chỉ có trí tuệ là sự nghiệp của người tu. Người đời á, sự nghiệp của người ta là tiền tài, danh vọng, địa vị cao sang. Sự nghiệp của người tu là trí tuệ. Tại vì sao? Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Tại vì sao? Có trí tuệ là vượt qua tất cả khổ đau. Còn không có trí tuệ, giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, đẹp khổ, xấu khổ. Còn có trí tuệ rồi, kiểu nào cũng được hết. Xấu thì làm đậm chút, đẹp sẵn rồi làm nhạt nhạt một chút, không có khổ gì hết. Có trí tuệ, lùn thì mang giày cao lên. Mọi người có trí tuệ rồi không cần mua giỏ mấy ngàn đồng sách đựng mấy cái đồ $1 trống không, cây son 2 đồng, cục găm 3 đồng, cái kiến 2 đồng, hộp wet towel 2 đồng, mở ra toàn $1 ở trống không à, toàn đồng không, mà giỏ 7.000 rồi. Người có trí ta đâu cần đó, mà còn sợ mất nữa, còn mua đồ dỏm xài cũng được vậy. Nói đùa vậy thôi, nhưng mà ở đây mình nói là trí tuệ của người tu là sự nghiệp của mình. Tu mà mình không có trí tuệ thì không có được. Tại vì không có trí tuệ thì càng tu mình càng không hiểu biết gì hết. Cho nên ta nói càng tu càng thấy mình ngu, mà càng học càng thấy mình dở. Mình tu á, mình thấy mình dở, mình dạy là để chi? Để tu giỏi, không có cống cao ngã mạn. Câu hỏi của con là khi người cha đã mất 30 năm và người mẹ vẫn còn sống thì việc cúng dỗ đủ lễ nghĩa và việc mỗi năm làm sinh nhật cho mẹ thì việc nào quan trọng hơn? Xin thầy khai tâm giùm con. Nếu mà cúng dỗ thì lỗi với người sống. Thưa đại chúng, cái nào cũng cần. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thường nói như thế này: sự tử như sự sanh, đối với người chết như đối với người sống. Phụ tại quan kỳ hạnh. Mình cha mẹ mất rồi á, thì mình đi theo cái cha mẹ còn hay mất, mình đi theo cái hạnh, cái việc làm đó. Khi mà cha mẹ mất á, cúng dỗ á, dù là mấy mươi năm, nhưng mà cái cúng dỗ đó không phải cúng người đó ăn, mà chúng ta vẫn duy trì cái truyền thống của người thân mình để cho gia đình có cơ hội trở về và nhớ tưởng tới người mất, trở về gốc rễ, không có mất gốc. Chứ cúng dỗ không phải cúng người đó, mà đang cúng tất cả những người còn sống đây một cái tâm linh nhớ nghĩ mình, chứ người kia có thể đi mất rồi. Nhưng mà người phương Tây thì người ta làm sinh nhật, người phương Đông thì không có quan trọng sinh nhật. Vì sao? Vì phương Đông quan niệm rằng mỗi ngày mình sống đây là sinh nhật rồi, sinh là sống, nhật là ngày, mà đối xử với nhau tốt mỗi ngày là celebrate sinh nhật rồi. Còn khi người đó mất rồi á, thì mình thờ trong nhà để mỗi ngày mình thắp cái hương nhớ nghĩ, rồi một năm mình cúng dỗ một lần để cho con cháu cơ hội quay về và không quên mất. Rồi bây giờ quý vị để cái hình trên bàn thờ, quý vị thờ, đời sau cháu mình nó sanh, nó đâu biết ông đó là ai, bà đó là ai, nó hỏi mình thì mình có cơ hội mình nói cho nó nghe đây là ông nội ngoại gì của con. Cái đó nó tiếp, mình có mất đi nó vẫn nhớ ông đó là ông nội đó, ba của ba mình. Đó là một cái cách duy trì cái truyền thống, cái cội nguồn. Người ta nói âm dương vô nhị lý, sanh tử hữu thù đồ. Cái sống, cái lý lẽ của sống và chết nó không có hai. Nhưng mà đối với người sống và đối với người chết nó có rõ ràng. Ví dụ sống thì mình bày lên mời ăn, chết thì bày lên cúng. Sanh tử hữu thù đồ, nhưng mà cái lý nó không có khác. Nhưng mình mua, thí dụ bây giờ mẹ bệnh, mình mua tô cháo gì cho mẹ ăn, giỏi lắm mẹ chừng vài muỗng chứ nhiêu, còn nhiêu là mình hưởng. Cũng giống như giờ nó cúng dỗ vậy đó. Nó cúng cho ba chứ thiệt sự ra mình toàn cúng mấy món mình thích không. Cúng mấy món mà con mình nó thích, cháu mình nó thích không. Quý vị để ý, mua nải chuối về để bàn Phật là lúc nó sống á, chứ bắt đầu mà lấy chín rồi là bắt đầu đem xuống. Con gái của con rất nóng tính, vậy con phải làm gì cho con gái con sửa được tính nóng? Mình nên nóng hơn nó. Nóng hơn nó quản. Thưa đại chúng á, thật ra mình muốn calm down một người nào đó đó, không cần phải dùng biện pháp gì của ai, mà chính mình phải hiểu được người đó, vì sao người đó nóng. Và mình phải hiểu người đó mình mới cho người đó đúng thuốc. Còn quý vị hỏi như vậy là hỏi sơ sơ cái toa thôi. Thầy có cho cái toa thuốc nó không có đúng bệnh. Tại vì mỗi đứa con nó nóng mỗi kiểu, mà nhiều khi mình cũng nóng mà mình không thấy, và mình chỉ thấy đứa con mình nó nóng thôi. Cho nên á, mình phải tập nhẫn nại. Bây giờ muốn độ người tại sao họ nóng, là tại vì họ dễ bực. Thì mình có cái tâm nhẫn nại, có cái tâm thương yêu, mình mới giúp được cho con mình. Hiểu con mới giúp được con mình. Cho nên phải hiểu coi nó gặp khó khăn, nó thường nóng ở cái trạng thái nào, thì mình giúp được đứa con. Chứ còn nói sơ sơ, nói bình thường khó. Vì mình phải hiểu được họ mình mới giúp họ. Quý vị biết là cũng cùng một nhức đầu, nhưng mà đâu phải ai cũng nhức đầu giống nhau. Có người nhức đầu quanh năm suốt tháng, có người nhức đầu do cảm, người nhức đầu do migraine. Thì không thể cùng một loại thuốc được, mà chúng ta phải biết họ nhức đầu kiểu nào để đưa. Thậm chí đau bụng cũng nhiều loại đau bụng lắm. Cho nên ngày hôm qua tụng lại Quan Âm đó, nội một cái ung nhọt thôi mà đủ kiểu ung nhọt đó. Ủng thủng, đinh thủng, 2-3 thứ thủng rồi động chứ đâu phải bình thường. Quý vị thấy đâu phải riêng đứa con mình nó nóng đâu. Nóng là một hình thức sân, nhưng mà sân nó nhiều dạng. Thí dụ như mình cũng sân mà nhẹ nhẹ. Lửa của mình cũng có, mà mình là lửa rơm, lửa ngầm. Còn đứa con mà nó phát ào ào đó, đó là lửa phừng, cũng một dạng lửa hết á. Cho nên mình phải biết như thế nào để mình giúp. Mà muốn được giúp đó thì cái người mẹ, người cha, người anh, người chị đó phải tập cái tâm nhẫn nại và thật sự thương người đó mới ôm ấp được họ. Mình phải hiểu là tại sao nó nóng. Thường thường mình mỗi lần nó nói chuyện mình có lắng nghe không? Mỗi lần mình nói cái câu đó là nó phản ứng lại liền. Thì mình phải hiểu đó thì mình mới có thể giúp được. Xin Thầy giải đáp vọng tâm có phải là ma tâm không? Và chân tâm là gì? Bây giờ trước hết mình nói tâm. Tâm là tim á. Trái tim mà đập thình thịch trong này gọi là nhục đoàn tâm. Nhục đoàn tâm là tâm đang đập ở trong lòng, trong người của mình, trong cơ thể mình. Không ai thấy được cái tâm, bởi vì nó không có tướng, nó không có hình sắc. Người ta chỉ có thể nhận cái tâm mình qua hành động của mình, qua lời nói mình, qua cách sống của mình. Người ta nhận cái đó ra thôi. Ví dụ cái cách mình ngồi ăn uống, ăn nghiến, cái ta nói trời ơi, anh đó tâm còn tham lắm. Ta sao ta biết mình tham? Ta dựa trên cái ăn uống nghiến của mình mà ta định cái tham thôi. Hoặc là mình đi xếp hàng lấy đồ, cái cách mình để vô, ta cũng cảm nhận là người này còn tham. Ngược lại, mình như thế nào thì người ta nhận ra. Và cái tâm mà nhận biết mọi sự như là đó là gọi là chân tâm. Còn cái vọng tâm là gì? Là nó hay đang làm việc này nghĩ việc khác. Ví dụ như đang ngồi thiền thì nghĩ chuyện đi chợ, mà hễ đi chợ á, thì nghĩ chuyện ở trong chùa, rồi vô chùa thì nghĩ chuyện ở nhà. Tức là cái vọng tâm là lúc nào mình cũng ít có khi nào mình có mặt hiện thực với cái người, với cái việc của mình trong giây phút hiện tại. Cho vọng tâm là vậy. Thật ra cái chữ ma tâm á, nghe thì nó nặng á, nhưng mà chữ ma là gì? Là khi mà nó lôi kéo mình ra khỏi cái phạm vi của mình là ma chứ gì đâu. Nó cướp đoạt mình, nó không cho mình sống bình thường là ma, chứ không có gì hết. Cho nên chân tâm là tâm nhận biết như thật, còn vọng tâm là làm này nghĩ khác, và thậm chí còn so sánh đủ kiểu. Cái người tu á, là mình đang tập trở về với chân tâm. Ví dụ như là mình đau chân, biết mình đau chân. Đang ngồi thiền á, tâm mình khởi gì biết nấy. Thì khi nó khởi mình làm gì? Xả trở về. Hòa thượng Trúc Lâm gọi là biết vọng không theo. Còn hòa thượng Làng Mai thì gọi là gì? Chánh niệm. Hai ngài dùng hai từ khác mà ý thì nó giống. Vị kia thì cứ đi theo, cứ biết cái vọng là không theo thì là chánh rồi. Nói cách khác thôi, biết vọng rồi không theo nó thì trở về cái chánh. Còn ngài Làng Mai thì nói là chánh niệm, biết cái này thì tự nhiên cái vọng không xen vô được. Ví dụ như mình ăn chay, mình ăn chay thì bây giờ ai mình biết là mình ăn chay, cho nên đi chợ á, là đi thẳng vô hàng rau thôi, chánh niệm ăn chay, không cần phải nói chuyện gì khác hết. Nhưng còn nếu như trường hợp mà đang đi chợ vậy nè, tự nhiên nghĩ nó đi ngang cái hàng thịt á, cũng ghé vô coi cái coi thịt bữa nay tươi hay là không tươi, mặc dù không mua, nhưng mà đi ngó ngó nha, tươi dữ ha, trời này kho chắc ngon à. Mà không có muốn gì hết. Đây là vọng nè, đây là vọng. Thầy ơi cho con xin hỏi thầy giúp giùm con. Con nay 62 tuổi rồi. Con của con, tuổi con trâu 30 tuổi mà cứ mượn tiền của con không có trả. Này chắc muốn thầy trả. Tiền của con mượn tiền của con không trả mà ăn uống gì trong nhà không lo. Vậy có phải kiếp trước con thiếu nợ phải không thầy? Để Pháp Hòa dò sổ lại coi coi. Thưa quý vị, là Phật có nói vậy nè, con cái của mình có bốn dạng. Một là báo ân, hai là báo oán, ba là trả nợ, bốn là đòi nợ. Nếu cái đứa nào nó đến, nó luôn luôn nó làm những cái điều mình gọi là nó làm cho mình được hạnh phúc, đó là báo ân cho mình. Còn nó không có làm khổ mình tiền bạc, nó cứ làm khổ mình cái tâm. Anh em nó lục đục rồi nó nói những câu nặng nề, nó không có làm khổ mình ở vật chất, nhưng mà làm khổ mình ở cái tâm là báo oán. Còn á, mình làm nhiêu nó tới nó hốt nhiêu, cái đó là đòi nợ. Còn nó trả cho mình nhiêu mình cũng thấy đủ hết, mì gom của nó mình cho đứa khác. Đó, nó trả nợ cho mình. Có nhiều người con nó lo cho cha mẹ dễ sợ lắm, mà cha mẹ không hề quan tâm. Mà cái người mà làm khổ cha mẹ đó thì cha mẹ quan tâm đáo để. Thì cái người mà mình lo tiền mình đưa cho cha mẹ là báo trả nợ cho mình, còn ngược lại thì mình đi trả cho người kia. Đời sống này nó là sao? Nó xoay tròn. Quý vị nói con cúng dường tam bảo, xong thầy mở ra bill nó về, cái thầy gửi cho trả cho bill. Thay vì quý vị trả thẳng, phải không? Rồi quý vị trả thẳng thì quý vị đưa qua account chùa, rồi chùa chuyển qua account khác. Cứ nhớ vậy nè, ở cái xứ này ai cũng có thẻ để cà và người nào cũng mang nợ hết. Thì cuộc đời này mình không có nợ, mình không có ngồi đây. Nợ ít, nợ nhiều, nợ nặng, nợ nhẹ thôi. Và mình phải gặp một đối tượng báo ân, báo oán, hay là trả nợ hay đòi nợ. Người ta thường nói nhi nữ thời túc trái, khảo trái, hoàng trái, hữu trái phương lai. Con trai con gái đều là nợ cũ, nhi nữ thời túc trái. Khảo trái là đòi mình, hoàn trái là mình, nó trả cho mình. Nếu cho dù là nó trả mình hay mình trả nó, cả hai đều là nợ. Nếu không có nợ, có mặt ở đây làm gì? Hữu trái phương lai, tới đây chứ. Có mặt ở đây là phải có chuyện. Chư Phật nói á, khi mình quán như vậy, ví dụ giờ người gặp một người con mà gặp cha mẹ như vậy đó, mình lo cho cha mẹ mà cha mẹ không thương mình, không quan tâm mình, đôi lúc còn nói nặng nhẹ mình, mà ngược lại xoay qua cái người làm khổ cha mẹ đó, thì cha mẹ sợ, không dám nói, mà đưa tiền đưa cho người đó nữa. Thì thôi, mình là cái người vậy thì mình nhớ là mình đang trả cho cha mẹ, nhưng bù lại là cha mẹ nhận cái đó xong cũng có chỗ khác để cha mẹ trả. Nhưng mà mình cũng mừng cái là mình có để mình trả, rồi ba mẹ cũng có để trả người khác, chứ không thôi là xà quần không ai có trả ai hết trơn. Thầy cho con hỏi, con đã quy y rồi, tiếp theo đó con cũng đã thọ Bồ Tát giới tại gia. Con đã trường chay được 8 năm rồi, nhưng con có chị bạn đồng tu bảo rằng chị còn chưa dám thọ Bồ Tát giới mà em dám thọ Bồ Tát giới. Vậy con xin thầy giảng thêm cho con hiểu về thọ Bồ Tát giới. Cái câu mà người ta nói chị còn chưa dám thọ mà em dám thọ, nghĩa là tôi tu giỏi vậy mà tôi còn chưa thọ nữa. Chị dỗm muốn chết mà chị thọ nữa. Thì mình ráng đi, mình ráng tu làm sao cho thiệt là Bồ Tát để người ta khỏi nói nữa. Thưa đại chúng á, Pháp Hòa có thưa vậy nè, trong Phật Pháp thường hay nói với chúng ta đó: một, không làm các việc ác; hai, nên làm các việc lành; ba, là cứu giúp chúng sanh. Thì ba cái câu đó, đó gọi là tam tụ tịnh giới của Bồ Tát. Thứ nhất, nhiếp thiện pháp giới; hai là nhiếp luật nghi giới. Nhiếp luật nghi giới là không làm ác, nhiếp thiện pháp giới là làm lành, nhiêu ích hữu tình là làm lợi cho chúng sanh. Nghĩa là ba cái điều của Bồ Tát tu, và đồng thời cũng là ba cái thèm than của các vị cư sĩ chứ gì đâu. Bây giờ quý vị thọ ngũ giới là quý vị thực hiện được câu thứ nhất là không làm các việc ác. Khi nào quý vị thọ thập thiện thì quý vị đi tới cái chuyện thứ hai là gì? Nên làm các việc lành. Và khi thọ tới Bồ Tát giới là gì? Giúp đỡ chúng sanh. Cho nên nó thọ Bồ Tát giới á, thì ai cũng có thể thọ mà không cần phải trải qua thứ tự là ngũ giới rồi thập thiện rồi mới tới Bồ Tát. Đang ngũ giới cũng có thọ Bồ Tát giới liền được. Nhưng mà trước khi quý vị thọ Bồ Tát giới đó, quý vị cần nên học Bồ Tát giới trước. Tại sao? Tại vì phải học thì mới tự nhận rằng mình có đủ khả năng tiếp nhận cái đó không. Thì giới đó không phải đơn giản, vì nó tới 6 giới trọng, 28 giới khinh. Tổng cộng là bao nhiêu giới? Là 34 giới. 5 giới này nè mình còn đang giữ, mà bây giờ nhảy tới 34 giới thì mình biết rằng đó là một cái big step, đúng không? Thật nữ ra trước khi thọ giới phải học giới cái đã. Học giới coi mình có kham được không. Kham được thì mình thọ. Cái thứ hai là nếu mình đã thọ rồi thì cố gắng giữ. Còn cái vị nào đó nói như vậy có nghĩa là cỡ như chị nè, ăn chay nè, tu hành nè, nhiều năm về mà chị còn chưa dám thọ, em mà mới đầu hôm sớm mai mà thọ Bồ Tát giới gì, cái đó cô không hẳn. Phải không? Nhiều khi không phải vậy. Cuộc đời nó có những cái lạ lắm. Chư Tổ xác định nè, Sa môn Sa Di thuyết pháp, Sa môn thính. Có nhiều khi Sa Di mà nói pháp mà bậc Sa môn phải ngồi nghe. Vì sao? Bất tại niên cao tại tánh linh. Không phải ở căn cứ ở tuổi đời cao, mà phải nói ở cái tánh linh của người đó. 14 Sa Di thuyết giảng kinh. Cái tuổi như ông chỉ mang bình, sa di thuyết pháp sa môn thính bất, không tại tuổi cao tại tánh linh. Chư tổ đã xác định điều đó mà. Nên như nhìn cái ông 14 tuổi nói 14 sa di tuổi mà thuyết giảng kinh nè. Cái tuổi như ông bất quá là chỉ mang bình đổ ống rồi vậy thôi. 14 sa di thuyết giảng kinh, cái tuổi như ông chỉ mang bình. Vậy mà chư tổ xác định một điều, thì ra trong cuộc đời này nó có những trường hợp làm sao sa di nói pháp sa môn thính, không tại tuổi cao tại tánh linh. Nhiều khi cái người ta mới tu vậy mà tu giỏi, còn mình nghĩ mình tu cao, mình nữ sao mình lùi. Quý vị nhớ con rùa với con thỏ không? Hồi nhỏ mình đi học á, học cái câu chuyện á, con thỏ nó ỷ nó đi nhanh cho nên nó cà lơ cà là, còn con rùa nó biết thân phận nó làm sao, nó ráng nó bò. Cuối cùng con thỏ thua con rùa. Con là người con người khi còn sống làm nhiều tội lỗi, khi chết người thân quyến mời quý thầy của tụng cúng giải nghiệp, thì vong linh người chết đó có được hưởng chút phước nào để giải nghiệp được nghiệp báo không? Thưa hỏi đúng đó, chút thôi. Chút phước thôi. Chút phước là chút phước gì? Chút phước được nghe cái lời kinh đó. Bây giờ á, Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Bây giờ hôm nào mình bệnh rồi mình cảm, mình không ăn uống gì được hết, người kia đem nguyên một cái chén thuốc bổ, cháo bổ tới, ăn vô không? Không vô. Tại thân thể bệnh ăn được. Thì cũng như thế, mình muốn tiếp nhận một cái công đức gì mà ai cho mình thì chính mình cũng phải có một chút sức khỏe nào đó. Ý nói là mình phải có một chút công đức gì mình mới tiếp nhận được cái đó, chứ không phải ai cho cũng nhận được đâu. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói rất rõ đó, vậy ta nên khuyên chúng sanh phải tu tập để nhận một phần phước còn lại ai đó cho mình. Thế bây giờ quý mình không chịu tu mà mình cứ đợi người ta cho không. Mà bây giờ thí dụ bây giờ quý vị không biết thỉnh chuông, bây giờ cho cái chuông về cũng để đó thôi chứ đâu biết đâu. Bất quá kêu gõ chuông, đập chuông, đánh chuông mà không biết cách thỉnh. Hay là giờ đưa quyển kinh mà chưa hề bao giờ biết tụng, mở ra là cũng mù mờ không biết tụng làm sao. Ví dụ vậy đó. Cho nên mình cho người đó được, nhưng mà quan trọng là người đó phải biết cách sử dụng. Thì hàng ngày chúng ta tu tập để làm gì? Để chúng ta mở tâm, để chúng ta làm quen với cái điều phước đó, để khi người đó hồi hướng mình tiếp nhận được. Hồi đó Pháp Hòa đi, hồi nhỏ đó, ở trong giấy tờ Pháp Hòa tên là Huỳnh Thanh Toàn. Bà ngoại Pháp Hòa là dân miền quê cho nên kêu Huỳnh Thanh Tàn. Pháp Hòa hồi nhỏ nói ngọng kêu Huỳnh Thanh Còn. Đi vô nha sĩ, cái cô y tá cổ ra cổ nói Huỳnh Thanh Toàn, không, hai bà cháu không chịu vô. Bà ngoại Pháp Hòa nói không, cháu tôi là Huỳnh Thanh Tàn. Pháp Hòa nói bà ngoại nói trật rồi, con là Huỳnh Thanh Còn. Hai bà cháu ngồi nguyên ngày không chịu vô. Vậy đâu có đúng tên. Quý vị hiểu được cái ví dụ không? Mình không biết cái đó thì ta kêu cái gì cũng không phải là mình. Cho nên mình phải, nếu mình biết cái phước đó là gì, cái kinh rồi, cho nên hàng ngày tại sao phải niệm Phật, tại sao mình phải thỉnh thoảng tụng kinh, để mình tiếp nhận cái đó. Khi ai đó tụng cho nên mình tiếp liền, vì đây là biết kinh, đây là câu niệm Phật. Cho nên người thân mình á, nhiều khi người ta quan niệm á, phải mời thầy tới tụng á, cho nó có chuông có mỏ rồi cho nó ấm cúng cái đám, không thôi nó lạnh lẽo lắm. Thành thử ra Việt Nam có nhiều người đâu có tu, đâu có biết gì đâu Phật Pháp đâu, chỉ biết thỉnh cái mỏ, gõ cái chuông rồi biết tụng kinh là kêu thầy tụng, kêu thầy tụng chứ không phải thầy chùa. Thầy chùa cũng không được nữa, thầy tụng thôi. Ông đó là người đời, cũng để tóc, cũng ăn mặn bình thường, cuộc sống bình thường, nhưng mà bất quá ông biết tụng kinh. Rồi nhiều khi ở dưới quê có người mất cái mời ông đó tụng. Trời ơi, gần đây nó có mấy cái clip ông tụng nghe áo não. ông tụng mà người thân ở dưới quỳ nó cười lăn cười bò đó. Khi con đã biết cái đòi ăn, mẹ là người mớm cho con từng muốn cháo. Trời ơi, ở dưới đó đâm tan mà nó khóc không nổi. Nó tụng hay không tụng mà không sao. Khi con biết đòi ngủ bằng tiếng bâu, mẹ là người thức khác ru con. Trời đất ơi. Cái tụng cái đó, cái hồi xưa tôi nói người chết trong hồn mà còn lồm cồm ngồi dậy. Bây giờ quý vị mà không thuộc nhạc á, Pháp Hòa có hát cỡ nào quý vị cũng không theo được. Còn quý vị thuộc được một vài câu là Pháp Hòa chỉ bắt một vài câu là quý vị vô liền. Hồi nãy ai hát cái bài gì, cái bài gì duyên á, à, duyên phận, ai hát vậy? À, cái bài đó sửa là duyên tu hay gì vậy? Ở vậy hả? Trời ơi, nằm mấy đứa trong nó, ủa cái bài này nghe quen lắm mà. À đúng rồi ha, khi ở gì chưa tu lần nào biết ra làm sao. Chưa tu lần nào biết ra làm sao. Phật tử nghe nói nghiệp chính là vé thông hành để đi tái sinh. Và khi tái sinh sẽ do qua tái sinh dẫn lối. Khi đi tái sinh sẽ do quả tái sinh dẫn lối. Điều này có đúng không? Dạ đúng. Tất cả chúng ta đi theo cái nghiệp của mình. Mình đi, người chư tổ hay dùng cái từ á, mình mà cái tâm thức của mình đó, nó khi mình xả cái thân này rồi, tâm thức mình đi giống như con chim mà nó vượt khỏi lòng vậy đó. Thường thường con chim nó đi đâu? Nó đi về rừng, về tổ, phải không? Thì cái người sống của mình chết rồi thì thần thức xuất ra cũng giống vậy. Mà tổ dùng cái từ là học xuyên thước phi, thức tâm tùy nghiệp. Như con chim mà nó ra khỏi lòng, học xuyên thước phi, thì tâm thức của mình nó đi theo là tùy theo cái nghiệp của mình. Pháp Hòa ví dụ bây giờ Phật tử mình là nghiệp Phật tử, đi đâu chơi cũng hỏi đây có chùa không. Quý vị là nghiệp Phật tử cho nên quý vị không nệ hà 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ lái xe về đấy nè. Quý vị cũng là những nghiệp Phật tử mà nghiệp lành đó, cho nên nãy giờ ngồi ngáp dữ dội lắm mà vẫn phải ngồi. Ngồi ngáp dữ lắm. Tao tưởng thầy giảng hay, ngồi há miệng ra. Không có phải. Và để giờ là con mắt của mình nó mí mắt chân trời mỏi lắm rồi đó. Đầu núi nghiêng nghiêng tìm gối tựa rồi đó. Nhưng mà tại vì mình còn chút nghiệp Phật tử, còn thích nghe Pháp, còn thương quý thầy, thôi kệ, lâu lâu ổng qua ở chút tội nghiệp. Đây là từ giả về rồi mà còn chưa chịu đi nữa. Đi về tội ổng. Vì chúng con là những người còn hay phan duyên, nên chư Phật tổ thường hay dạy chúng con lánh xa bạn ác, thân cận người hiền. Tuy nhiên bạn ác ở đây lại chính là người thân của mình. Ví dụ như là cha mẹ, những người do chưa gặp Phật Pháp nên còn nhiều sân hận, đố kỵ vân vân. Thì chúng con nên làm thế nào để có thể gần gũi, lắng nghe cha mẹ mà không tưới tẩm những hạt giống xấu trong mình, không khỏi phiền não khổ đau. Con biết rằng cha mẹ có trong con, nên việc quan trọng nhất là phải tinh tấn tu tập để chuyển hóa bản thân. Song do đạo lực còn chưa vững nên nhiều lúc còn phiền não khổ đau khi đối diện với những lời nói hay cách hành xử còn thiếu dễ thương của cha mẹ. Xin thầy chỉ dạy cho con. Khỏi dạy gì nữa hết, tu vậy được rồi. Thưa đại chúng á, Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú vậy nè: thà là sống một mình không làm bạn với người xấu. Đó là nói về bạn. Còn nếu mà người thân của mình á, thì họ không phải bạn nữa, mà họ là gì? Họ là những cái duyên mà mình phải gặp trong đời này. Cho nên ngay lúc đó thì không phải mình quyết định gần hay không, mà mình phải chuyển là hướng lại là phải độ. Có những trường hợp mình phải độ. Vì sao? Vì không còn cách khác. Vì người thân cha mẹ mình mà. Và bây giờ mình nghĩ đi, nếu như mà mình chưa hiểu Phật Pháp, mình khổ gấp trăm. Nhưng mà nhờ mình hiểu Phật Pháp cho nên mình vẫn lân mẫn gần gũi được với người thân như thế này. Đó là một cái công đức. Vì nếu như mình không chịu đựng thì người này sẽ tìm người khác sổ. Mà sổ với người khác thì sao? Bị ghét. Còn sổ với mình thì con cái thì sao ghét cha mẹ được. Thôi bây giờ mình phải làm cái hạnh của Bồ Tát. Hạnh nghịch Bồ Tát có hai loại nha: thuận hạnh Bồ Tát và nghịch hạnh Bồ Tát. Những Bồ Tát lúc nào cũng có mặt với mình, nói những lời rất là dễ thương, đó là thuận. Còn Bồ Tát mà gặp mình nói những cái lời rất là khó nghe, đó là nghịch. Nhưng mà mình đã vững rồi, lâu lâu thoáng buồn nhưng không khổ, vì mình biết đây là một chúng sanh đang khổ. Cái người mà nói lời cay khổ đó, khổ còn hơn mình chỉ là người nghe thôi. Mà cái người nói đó luôn xuất từ cái gì? Từ cái tâm của họ, cho nên họ khổ hơn. Họ khổ tâm, nó xuất ra khổ khẩu. Nhưng mà thường thưa đại chúng đó, cái gì khổ là nó mát, như khổ qua. Khổ dược lợi ư bệnh, trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành. Có nhiều khi lời nói nghe khó nghe lắm, nhưng mà mình nghe thử cái lời nói đó, mình tìm tòi được gì trong cái lời học đó. Nhưng mà nếu như mà cái thuốc đó mà đắng thì thường nó có cái công năng thuốc. Thôi thì nói tóm là người khó chịu thì mình phải chịu khó. Mà người chịu khó đây không ai hơn. Tại vì bạn là mình còn quyết định chơi không chơi được. Chị em còn quyết định là có thể không nói chuyện được, nhưng mà cha mẹ thì không. Cho nên đây là cái người mà mình phải độ. Còn nếu muốn nói là những cái oan nghiệp gì đó thì mình nói, nhưng mà không cần nói cái đó, mà mình phải nói rằng mình ở lại độ. Quý vị nhớ Ngạ Nan không? Ngạ Nan nguyện sao? Ngũ trượt ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Đời năm xứ dơ xấu, con xin vào trước. Ngũ trượt ác thế thệ tiên nhập. Nếu một chúng sanh chưa thành Phật, con thề chẳng chứng quả Bồ Đề. Thước ca ra tâm vô động chuyển. Thước ca ra tâm là gì? Là tâm Bồ Đề. Còn gì nữa? Thuấn nhã đa tánh là gì? Là hư không. Hư không này làm sao tiêu tan? Vậy mà dẫu tiêu hư không này có tiêu tan đi nữa, nhưng tâm Bồ Đề của con vẫn không thay đổi. Đó là lời phát nguyện của Ngạ Nan. Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô động chuyển. Cái cuộc đời này nó đầy dẫy năm thứ trượt: kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt. Trong cái kiếp trượt của con người nó lồng bốn cái trượt kia. Nào là cái thấy, cái phiền não, cái nghiệp, cái mạng. Mà nói cho cùng á, nhiều khi á, mình thấy vậy đó, nhưng mà người khác họ không thấy, hoặc là chính người khác thấy mình cũng là cái chướng gì của người ta mà chính mình cũng không thấy. Cho nên nói tóm lại là vấn đề không phải là mình chạy đi đâu, mà cái vấn đề là mình ở lại đời để độ. Cùng tăng thân xin nguyện ở lại nơi cõi đời làm việc độ sinh. Quý vị nhớ Ngài Mục Kiền Liên á, muốn độ mẹ Ngài, Ngài độ ở đâu? Độ ở thiên đường hay địa ngục? Địa ngục. Nhiều đó thôi là mình đủ hiểu rồi. Ráng câu nổi không? Câu nữa ha. Hai câu nữa. Thưa Thầy, con rất muốn Thầy giúp và giải đáp cho các Phật tử như gia đình con. Vì sao vợ con rất nóng tánh và rất sân si, nhưng tâm rất là hiền lương, biết thương người. Thì thôi, Phật đã dạy rồi. Nếu người nào lời nói không dễ thương nhưng hành động dễ thương, người trí thì đừng có giận cái lời nói của họ, mà hãy thương hành động của người đó. Người có trí phải quán như vậy để diệt cái phiền giận của mình đi. Nếu người đó lời nói không dễ thương mà hành động còn dễ thương, thì hãy thương cái hành động mà đừng để tâm tới lời nói. Ngược lại, nếu người đó hành động dễ thương, hành động không dễ thương và lời nói dễ thương, thì mình hãy thương lời nói mà đừng quan tâm đến hành động. Nếu người nào hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, mà trong tâm tư vẫn còn một chút gì để thương, thì mình hãy thương cái tâm chút dễ thương của người đó mà đừng quan tâm lời nói và hành động của người đó. Nếu người đó hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, trong tâm cũng không còn một chút gì để thương, thì người đó mình còn thương dữ dội nữa. Vì sao? Vì người đó là một người đau khổ cực kỳ. Cái lời nói bực bội nó lưu xuất từ tâm, từ hành động, từ cái suy nghĩ. Là người đó khổ không? Mình chỉ là người bên ngoài, chỉ thấy, chỉ nghe, mình bực, nhưng mà họ khổ hơn mình. Cho nên người đó là một người cực kỳ đau khổ, mình phải thương họ. Còn nếu ngược lại, người nào mà hành động dễ thương, lời nói dễ thương, trong tâm cũng dễ thương, mà mình không thương người đó là mình là người quá khó thương. Kinh nói à, em không có nói gì hết. Mà thưa đại chúng, mà trong kinh là Phật Đương có ví dụ rất là hay. Phật nói á, một cái người mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, tâm tư không dễ thương, thì mình cứ ví dụ như một người đang khát nước quá chừng, đi gặp một cái lỗ chân trâu. Bây giờ nếu mình khuấy lên mình uống thì nó đục, làm sao uống được. Thôi bây giờ còn cách gì không? Nằm dài xuống, đưa cái miệng ngay cái lỗ chân trâu đó, rút nước thẳng từ đó để mà không khuấy lên. Vì nó còn một chút nước trong lỗ chân trâu thôi, mình khuấy lên thì không còn uống được. Thôi thì chịu khó đưa mồm vào. Phật đưa cái ví dụ vậy đó. Còn nếu một người mà quá dễ thương thì Phật đưa cái ví dụ như là một hồ nước sâu thẳm mát dịu, hai bên bờ có cây cối tươi mát. Mình hãy như một cái người mà để áo xuống rồi đi xuống hồ đó, tắm mát, khuây khỏa uống nước đó, là một người rất dễ thương. Mà mình không thương người đó, mình ganh tị với người đó, thì mình là một người dại, vì không biết gần gũi một người dễ thương như thế. Còn ở đây nè, chồng vợ chỉ có nóng tánh thôi, nhưng mà tâm còn hiền đó. Cái này mới là đặc biệt mà. Nóng mà hiền. Nghĩa là nóng, cái ớt này ớt còn ăn được, chưa phải là super hot. Thưa đại chúng á, có nhiều khi á, cái tâm với cái tánh. Cái tánh là cái bản chất thiện, cái tâm là cái mà nó hay thay đổi theo cảnh. Cho nên á, tâm thì phải tu mà tánh là phải dưỡng. Ông bà mình hay kêu là gì? Tu tâm dưỡng tánh. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa ngồi đây, quý vị dễ thương cái tâm và thương, rồi lát cái đi ra quý vị làm cái gì buồn cái Hòa giận, cũng người đó mà lát mình giận, lát mình buồn, thì cái tâm đó mình hay hờn giận theo cái cảnh. Nhưng mà cái tánh của mình đó là hiền lắm, mặc dù mình nói tùm lum tà la vậy chứ cái tâm không có xấu. Mình hay nói vậy đó, cái tánh không có xấu. Cái tánh hiền cho nên ráng dưỡng. Còn cái tâm nó hay nổi theo cái cảnh, cho nên ráng chỉnh sửa cái tâm đó. Thì bây giờ á, nếu như mình biết á, vợ mình nóng tính nhưng mà ngược lại cái tâm rất hiền, thì cái lúc nào mà cổ nguội rồi á, thì nói cho cổ nghe cái đạo lý. Con người ai cũng có cái giờ phút để phục thiện. Kính bạch thầy, con nhờ thầy giải đáp giùm con. Thờ Phật, thờ ông bà, nhưng mỗi lần thắp hương con không biết khấn như thế nào, cứ chắp tay niệm danh hiệu Phật rồi chắp tay xá Phật xong. Xin thầy giúp con. Mỗi lần con niệm, thứ hai là mỗi lần con niệm danh hiệu Phật là trong đầu cứ hiện những tạp niệm. Vậy con phải làm sao? Giờ quý vị muốn thầy chỉ cho cách khấn phải không? Muốn khấn kiểu nào? Có hít hà không? Con vái ông Phật Thích Ca, Phật Bà Quan Âm, ông Phật Di Đà cho con đi buôn 144 lời, tiền vô như nước, tiền ra giọt giọt hả? Thưa đại chúng, quý vị đừng có lo cái chuyện khấn vái gì hết. Khi nào mình có việc gì mình muốn cầu nguyện, không cần bài bản của ai hết, tự tâm mình. Mình nghĩ cái gì, mình mong mỏi cái gì, mình nói lên, vì cái đó mới thật của mình. Chứ đừng có lo, Phật sẽ chịu khó ngồi mình nghe mình nói. Thí dụ bây giờ mình học bài đi. Nam Mô Di Đà Phật, hôm nay là ngày lành tháng tốt, con xin đối trước Phật thành tâm dân hương hoa cúng dường, đảnh lễ chư Phật, ngưỡng cầu ơn chư Phật từ bi gia hộ cho con, nghiệp chướng tiêu trừ, thân tâm an lạc. Phật nói: ê, cái này của ai á? Ta nghe cái này quen quen, như mấy ông thầy trong chùa tụng mấy ông du cư sĩ còn tóc biết gì mấy câu này. Còn vừa Bình nói bình thường à. Hồi nhỏ con bà cụ vui lắm, bà khấn trước cửa: chín phương trời, mười phương Phật, Phật tổ, Phật thầy, Phật tiên, thần thánh cho con tu niệm huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thủy, huệ tổ. Hồi nhỏ là Pháp Hòa thấy mấy bà nào thắp nhang ngoài đi đình nghe cái bác khấn gì. Cho nên cái nghề bà Tám là không có truyền rồi nha. Đó thì mình nghe, nhưng mà quý vị nhớ là mình khấn là từ trong tâm mình, không có cần bài bản gì của ai hết trơn á. Trong lòng mình sao mình khấn vậy. Còn nếu bữa nào mình không có chuyện gì hết á, thì mình chỉ cần đọc cái bài cúng hương thôi. Cái bài cúng hương, thí dụ mình thuộc bài dài thì nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương gì đó. Còn không biết nữa thì mình đọc đơn giản thôi: Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, cúng dường hương. Bữa nay con không có chuyện gì nói hết, Phật ok, Phật bình thường. Còn bữa nào con có là Phật đừng lo, con kể không thiếu chuyện gì. Có nhiều khi tụng chừng 15 phút và một phục nguyện tới nửa tiếng. Cho nên là cái chuyện mình khấn là không có lo cái chuyện đó. Tâm mình muốn sao mình cầu nguyện vậy. Con sống chung với gia đình bên chồng con từ nhỏ, các con của con ở gần ông bà nội nhiều hơn so với vợ chồng con. Vì vợ chồng con đi làm chiều tối mới về, nên các con của con giống ông bà từ lời nói đến hành động. Có những câu nói con nghe rất kỳ, nhưng con kêu nó sửa hoài mà tụi nó không sửa. Nên con tự nói trong lòng là nếu khi nào con nghe ba mẹ chồng con nói nữa là con sẽ nói với ba mẹ chồng con những gì trong lòng con, nhưng không dám nói ra bao giờ vì sợ có tội với cha mẹ chồng. Nhưng không nói ra thì trong lòng buồn không mà không dám nói. Vậy con phải làm sao? Chuyện tình này dài quá. Có đôi khi trong lòng con suy nghĩ sẽ nói với những người làm con buồn những câu khó nghe vì họ làm con buồn, nhưng chỉ nghĩ trong đầu thôi mà không bao giờ dám nói ra. Vậy có những ý nghĩ không tốt như vậy, con chỉ nghĩ thôi nhưng không làm như vậy. Vậy có tội không thầy? Không dám nói với người kia mà dám nói với em. Đại khái là con cái nó ảnh hưởng ông bà, nói những lời rất là khó nghe, rồi mình không dám nói thẳng với ba mẹ chồng sợ có lỗi. Rồi đôi lúc mình cũng muốn nói là những cái gì đó nhưng mà rồi cũng không nói. Thôi cũng tốt rồi, biết dừng lại đúng lúc. Tại vì mình đã biết cái lời nói mà các con mình nó học được là mình đã khó chịu rồi, thì tại sao mình cũng phải lặp lại những lời khó chịu tiếp tục đối với cái người kia, phải không? Thành thử ra nếu muốn thì hôm nào cái quan trọng là mình chỉnh con của mình, mình sửa con của mình, vì nó là con của mình dạy nó được. Còn đôi khi mình về mình nói với ông bà thì hơi khó, không khéo là ông bà lại nói là mình dạy đời vân vân, thì lại có chuyện nữa. Thôi thì bây giờ mình dạy con mình thôi, chứ còn mình nói nữa thì nó lại mít lòng. Thôi kệ đi, lâu lâu viết tâm sự gì cũng được, vậy là coi như nói rồi đó. Kính chào thầy, 4 ngày tu học rồi, chúng con rất muốn nghe thầy hát. Thầy hoan hỷ hát tặng chúng con một bài không? Không. Bây giờ quý vị muốn nghe không? Pháp Hòa sẽ hát quý vị nghe bài. Rồi, bài này có tên là Im lặng mà nghe. Thôi mình còn câu nữa để cho xong đi ha, rồi hát. Xin thầy giải thích chấp có chấp không, tục đế, đệ nhất nghĩa đế, quán chiếu tánh không. Này bài á, thôi nói sơ thôi. Ở trong Phật Pháp á, chúng ta có những cái từ như là tục đế, hay là đệ nhất nghĩa đế, hoặc là chân đế. Chữ đế nghĩa là lẽ thật, là chân lý, là lẽ thật. Chúng ta làm những cái điều trong đời sống hàng ngày, tùy thuận chúng sanh, tùy thuận theo cái mỗi cái phong tục tập quán, đó là tục đế. Còn chân đế hay là đệ nhất nghĩa đế là cái nghĩa cao tột, mình muốn nói cái gì. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, thí dụ như mình tụng kinh đó, mình có chuông có mỏ là tục đế. Tại vì thủy chung á, mình tụng cái âm điệu mình nó ê a, thì và chúng sanh mình á, cũng quen cái là tai là mình có những cái tiếng để mình hòa theo được. Cho nên mình lấy chuông lấy mỏ ra mình thỉnh lên cho nó có phát tiếng, để mình tụng nhanh, tụng chậm, tụng trầm, tụng bổng, tùy theo gì đó. Cái đó là tục đế, tức là tục tùy theo cái thói quen, cái tục quán của mình. Nhưng mà cái chân đế á, là mình làm gì? Là mình đọc được một lời kinh để mình nhận ra được cái đạo lý để mình sống. Đạo Phật á, là chân đế. Nhưng mà đi đến mỗi quốc gia thì quốc gia nào cũng có những phong tục tập quán, thì đạo Phật phối hợp được với những cái phong tục tập quán đó để gọi là tục đế, để mà rồi lồng cái chân đế vào trong đó. Ví dụ như là mình cúng cơm, đó không phải của Phật giáo. Cúng cơm, cúng trà rồi đó, cúng thức ăn đó, cái đó là của nhân gian Việt Nam, cúng ông bà, tổ tiên. Nhưng mà đạo Phật đi đến quốc gia Việt Nam và thấy cái chuyện bày thức ăn ra cúng, tưởng nhớ ông bà, được, mình tiếp nhận được và mình đưa cái chân đế vào đó, để cho người đó bày một cái mâm cơm cúng mà có sự hiểu biết, có tụng niệm, để mượn cái ý nghĩa cúng đó mà nói lên một cái đạo lý tu tập. Vậy thì trong cuộc sống chúng ta, lúc nào chúng ta cũng dung thông được cả hai thứ, tục đế và chân đế. Pháp Hòa ví dụ nữa nè, mình làm thầy thuốc, chữa bệnh đó là một cái phương cách để độ đời, đó là y phương minh. Trong ngũ minh đó là y phương minh, là về vấn đề thuốc men. Nhưng mà mượn cái lúc chữa bệnh cho người bệnh đó, thuyết đạo lý nhân quả cho họ nghe. Kính bạch thầy, con thường tụng sám Phổ Hiền có câu: lòng chẳng chút lãng sao, cầu xin chư Phật chớ vào vô dư. Thưa đại chúng, đây là một cái câu trong cái bài sám Phổ Hiền, mà cái bản này là bản dịch từ cái bài sám Thập Hạnh Phổ Hiền, 10 hạnh của Ngài Phổ Hiền. Thì trong đó cái nguyện thứ 7 của Ngài Phổ Hiền là thất giả thỉnh Phật trụ thế. Cái bài đó là nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, rồi lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế. Thì cái bài này được Hòa Thượng Trí Tịnh Ngài dịch lại. Nay con lại nguyện Phổ Hiền, vì nay con lại nguyện tu hành. Phổ Hiền nguyện lớn sẵn dành 10 môn. Một là nguyện lại Thế Tôn, hiện thân trước Phật hết lòng kính tin. Hai khen Phật đức rộng thinh, lời hay tiếng tốt tận tình ngợi ca. Ba thời sắm đủ hương hoa, tràng phan bảo cái dâng ra cúng dường. Bốn vì mê chấp lầm đường, tham sân nghiệp chướng con thường sáng luôn. Gì nữa? Nam di công đức vạn muôn, của phàm của thánh con đồng vạn ưa. Phải không? Phải vậy không? Sau khi Phật chứng thượng thừa, bao giờ bằng Phật mới vừa? Gì? Không phải. Cô làm không mà quên. Thì nói tóm lại cái câu thứ 7 vậy nào: bảy nguyền chẳng chút lãng sao, cầu xin chư Phật chớ vào vô dư. Đó là hai câu mà Ngài dịch của cái câu thứ 7 là thất giả thỉnh Phật trụ thế. Tức là cái nguyện thứ 7 của Ngài Phổ Hiền là chúng con xin thỉnh Phật ở lại đời, không có nhập Niết Bàn. Nhưng mà khi Ngài chuyển ra thành thơ Luật Bát thì bảy lòng chẳng chút lãng sao, tức là con nguyện không có sao lãng, không tinh tấn, siêng năng đó. Cầu xin chư Phật, tức là con nguyện chư Phật chớ vào vô dư, tức là không có mất, không có chết, tức là ở lại đời. Nhưng mà bởi vì đây là một cái bài thơ, cho nên Ngài không thể dịch đủ chữ. Nếu mà dịch cái chữ là vô dư thì người nào học Phật thì mới hiểu chữ vô dư là gì. Vô dư đây là nói tới cái vô dư y Niết Bàn. Niết Bàn có hai loại, thật ra là Niết Bàn tới 4 loại lận, 5 loại lận, nhưng bây giờ ở đây mình nói gọn hai loại nè. Một là hữu dư y Niết Bàn, hai là vô dư y Niết Bàn. Giờ trước hết nói chữ Niết Bàn. Niết Bàn là tiếng Phạn, Nibbana, tiếng Phạn là Niết Bàn. Người Trung Hoa dịch Niết Bàn là gì? Là diệt độ, diệt cái phiền não, độ cái sanh tử, gọi là Niết Bàn. Hay nói cách khác, niết là không, bàn là tham. Khi không tham là Niết Bàn. Niết là không, bàn là sân. Khi không sân là Niết Bàn. Vì tiếng Phạn là nirvana, nơ là no, vana là negative. Khi không có negative, không có cái điều khổ, không có cái gì tiêu cực, thì cái đó là Niết Bàn. Như vậy Niết Bàn là một trạng thái khi tâm mình bình an không khổ, gọi là Niết Bàn. Vậy thì bây giờ ai mới có hữu dư Niết Bàn và ai là có vô dư Niết Bàn? Hữu dư Niết Bàn là ý muốn nói là chúng ta đã chứng thánh quả rồi, nhưng mà bởi vì chúng ta còn mang cái thân này thì chúng ta phải chịu cái chi phối của khổ, của thân, như là lạnh nóng, buồn vui, thơm hôi, vân vân. Đó là hữu dư niết bàn. Còn vô dư niết bàn á, là khi nào mình mất, mình đạt được một cái trạng thái không còn bị những cái này chi phối. Đó là mình nói theo cái nghĩa hai chữ đó đó. Ví dụ như bây giờ mình còn sống đây nè, mặc dù mình tu mình chứng rồi, nhưng mà mình còn buồn vui không? Còn lạnh nóng không? Cái đó là hữu dư niết bàn. Nhưng khi nào mình mất đi rồi, mình không còn bị mấy cái này nó chi phối nữa, thì mình ở trong cái gì? Trạng thái của niết bàn là vô dư. Bây giờ Pháp Hòa nói hữu dư vô dư theo cái hiện tại. Mặc dù mình thọ cái thân này, mình ăn ngon, mình có ăn là niết bàn rồi, nhưng mà khổ một cái là mình còn hữu dư một chút. Cái này ngon quá, thêm miếng này. Mà hễ cái gì mà không ngon biết liền à, ăn phụ ấy. Phải không? Mà hễ mà ngon cái nhìn qua kia, ăn hết rồi, không hết tôi phụ cho. Nhưng mà hễ cái gì mà không ngon cái là sao? Để qua kia làm cho mình tốt gì không? Nhưng mà thực sự là mình ngán muốn chết. Cầu cho ai ăn dùm. Tức là có ăn là có vui rồi, nhưng mà mình vẫn bị cái ngon dở, nó làm khó mình. Cho nên mình có niết bàn nhưng mà chưa trọn. Hay là nói cách khác là khi mình có thân, mình còn cái thân này là mắt, tai, mũi, miệng mình vui khỏe vậy là có niết bàn rồi, nhưng mà thủy chung vẫn còn hữu dư. Tức là ngồi lâu thì nó mỏi, lầu ngôi tăng kể là khiếu trọ, ngồi lâu tê cẳng khó chịu, không? Vân vân. Thành thử ra mình vẫn còn, nhưng mà nếu mình có cái thân này nhưng mà mình có được một cái tâm là tất cả những cái trạng thái đó nó không làm mình khổ, thì chừng đó mình có vô dư. Ngay trong cái đời hiện tại mình đang có cái hữu dư niết bàn, và đồng thời mình có sự tu tập nữa, cho nên mình ở trong một cái trạng thái bình an dù những cảnh duyên nó thay đổi. Ví dụ như là quý thầy quý cô ở chùa đây mấy ngày nay là hữu dư niết bàn đó, bị đông nè, chiều nay là bắt đầu chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi, thầy theo cánh chim về lại với đời. Còn lại mình tôi trong kiếp đơn côi. Mấy thầy cứ vô đi ra đi vô đây. Nhưng mà khi ở trong cái cõi này, đây là hữu dư nè, rồi chiều nay mới biết dư cỡ nào. Chiều bây giờ đang đông, chiều nay là cũng khá, ngày mai là vắng dữ nữa, mốt còn vắng dữ nữa. Lúc đó là mình ở trong một cái trạng thái. Bây giờ mình có bị cái cảnh đông và cảnh vắng nó làm mình khổ không? Nếu mà cái cảnh đó nó không làm mình khổ là mình có được cái vô dư niết bàn. Tâm mình vẫn bình như vậy. Còn hiện tại bây giờ mình đang bị cái hữu dư. Đó là Pháp Hòa nói theo cái sự tu tập á. Còn cái nghĩa thường là khi mình dù là Phật hay Bồ Tát Quán Hán đó, các vị có chứng quả thánh đi nữa đó, nhưng mà vẫn mang thân tứ đại. Mà vẫn mang thân tứ đại thì vẫn còn bị chi phối. Ví dụ như Đức Phật của mình nè, khi mà Ngài 80 tuổi rồi đó, là Ngài biết cái thân Ngài đã mệt mỏi lắm rồi, Ngài mới đi tìm đến một cái thành Câu Thi Na để mà Ngài nghỉ ngơi thị tịch đó. Thì lúc đó là Ngài đi ngang cái làng đó, có ông Thuần Đà, ông mang cái chén cháo nấm rừng, ông ra ông cúng dường, chứ phải chi mà nấm oyster mushroom hay là king mushroom, giờ đỡ rồi, đem nấm rừng cúng. Phật biết cái cháo nấm này có độc, nhưng mà Phật vẫn ăn. Tại vì Ngài không ăn, Ngài cũng sẽ chết, cũng sẽ mất. Nhưng bây giờ cái tâm thành của ông Thuần Đà không thể từ chối, Phật nhận cái chén nấm đó, cháo nấm đó. Ăn xong Phật đau bụng. Và lúc đó các vị mới trách Ngạ Na, trách ông Thuần Đà, nhưng mà Đức Phật cản, Đức Phật nói không nên. Chẳng những vậy mà Phật còn xác định để cho đưa cái ông Thường Đà này lên. Trong đời của Như Lai có hai món ăn mà đáng nhớ nhất. Một lần là khi Như Lai xỉu ở dưới gốc cây khi tu khổ hạnh. Lúc đó có cô thôn nữ tu xà đề dâng cho bát sữa cứu sống. Đó là cái chén sữa nhớ đời. Và cái món ăn thứ hai là hôm nay ăn được chén cháo nấm của Thường Đà. Mà lúc đó mình có gừng, mình biểu ông bỏ gừng vô đỡ. Thì như vậy thì Đức Phật á, có cái thân Ngài đạt thành, Ngài thành Phật, tức là tâm Ngài sao? Vô dư. Nhưng mà Ngài vẫn bị chi phối đợi bởi đau bụng, bởi cái già, bởi cái bệnh. Thì cái đó là hữu dư. Vậy thì chúng ta trong đời này có thể chúng ta tu tập, chúng ta đạt được một cái niềm vui rốt ráo, nhưng mà hễ còn thân này thì cái niết bàn đó có vui nhưng mà vẫn bị chi phối. Cũng giống như quý vị ngồi thiền nha, ngồi yên tĩnh vậy đó, mà hễ mà ai mà làm rụt rịch cái cũng xoay qua coi ai vậy. Thật ra mình cũng bị hữu dư vậy lắm, mà nói cách khác là bị phan duyên à. Thôi thì Pháp Hòa tạm giải thích như vậy, hữu dư và vô dư. Nhưng mà khi mà Ngài dịch á, hết giả thỉnh Phật trụ thế. Mà trụ thế nghĩa là không có đi vào niết bàn, không mất. Nói cách khác là không mất. Cho khi mà Ngài dịch lại cái câu này bằng tiếng Việt Nam, bằng một cái câu là bảy nguyền chẳng chút lãng sao, cầu xin chư Phật chớ vào vô dư. Tám nguyền tu học đại thừa, bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con. Chính thề chẳng dám mỏi mòn, dắt diều muôn loại điều tròn pháp. Đó là cái bài Thập Hạnh Phổ Hiền mà Hòa Thượng đã chuyển dịch ra bằng tiếng Việt Nam theo một cái thể thơ luật bát để cho chúng ta đọc. Vậy thì Pháp Hòa tạm giải thích như vậy để quý vị hiểu vô dư. Thưa Thầy, đây là lần đầu con học khóa tu, tánh con mau chán, xin Thầy advice để con tiếp tục tu học lâu dài. Vậy là không có boyfriend lâu được. Mình dễ chán. Cái chán này là nó liên quan tới cái chữ giải đãi hồi nãy đó. Trong này có một câu hỏi giải đãi là gì đó. Chữ giải đãi nói thông thường là làm biếng, lười. Còn nếu mà mình phân tích chữ, giải là khi thân mình mệt, đãi là cái tâm nó nghe theo. Hễ giải đãi là hễ tâm mà nó mệt mỏi, hay là thân mà mệt mỏi là cái tâm nó nghe. Hay ngược lại, hễ cái tâm mà nó mệt cái là cái thân nó nghe theo. Thí dụ như giờ tâm mình buồn nè, mặc dù mình đang khỏe lắm mà thân buồn, thôi chán không muốn ở đây nữa. Đó cũng là một dạng giận đi, phải không? Rồi ngược lại, nếu mà cái thân này mệt á thì muốn nghỉ ngơi thì cái tâm này nó cũng đi theo. Chơi giải đãi là một trạng thái lười biếng. Mà thường á, con người mình làm biếng nó có 8 lý do. No quá, mệt tu cũng được. Đói quá, tu không nổi. Nóng quá, tu cũng được. Lạnh quá, tu cũng được. Buồn ngủ quá, tu không được. Vân vân. Sung sướng quá, tu cũng được. Khổ quá, tu cũng được. Con người mình lúc nào nó cũng có cách để nó bào chữa. Ví dụ ăn no quá, nó thôi nghỉ ngơi chút đi. Ăn no lên tụng mệt. Mà đói quá nó thôi ăn chút đi, đói quá tụng nổi. Thành thử ra lúc nào mình cũng bị cái giải đãi. Thì khi mà mình bị dễ chán như vậy đó, là mình phải biết rằng nó dễ làm cho mình give up. Mà không phải việc tu không, nhiều việc khác nữa. Bây giờ muốn thì trong đời sống hàng ngày cất chuyện tu qua bên đi. Giờ mình nói chuyện trước mắt thôi. Đi làm mà mau chán bỏ việc thì lấy gì có tiền sống, phải không? Thí dụ bây giờ mình đang trang điểm nửa chừng, thôi chán không trang điểm nữa đâu, phải để nửa cái mặt vậy. Ta ra ta nói ủa chung vô diệm. Thật thử ra ngay cái khi mình chán mình tưởng tượng. Tưởng tượng không lẽ mình đang làm mặt gì cái nữa thôi chán không muốn làm nữa. Hay mình đang nấu ăn vậy thôi chán không nấu nữa. Thì mình phải quán những lúc mà mình ráng mình nấu ăn cho nó rồi bữa ăn. Thì cuộc sống của mình cũng vậy. Mình hãy lấy những cái gì quan trọng nhất mình muốn hoàn thành, nó cũng áp dụng vào tất cả những công việc mà chúng ta muốn làm. Quý vị biết không, có một cái lần đó Pháp Hòa lễ Ngũ Bách Danh Quan Âm á, mà lại một lần luôn 500 lại. Cái lúc mà Pháp Hòa lại mà nó mệt á, cái Pháp Hòa muốn ngưng, cái mình nghĩ giờ còn có mấy chục lại nữa à. Thứ nhất, ngưng thì nó không xong. Cái thứ hai, thôi kệ lại đi, lỡ mà mình hỏng xong rồi mình chết chứ mới có 400 mấy lại. Cứ nghĩ như vậy, tức là mình cố gắng. Thì Pháp Hòa đưa ví dụ là những lúc mình quán chiếu cuộc sống mình sao thì mình hãy đem cái đó mình áp dụng như vậy. Ví dụ như là tại sao mình ăn á, mình hay ăn ráng, còn chút thôi ráng ăn đi, phải không? Vậy mà mình tu không chịu. Thật ra là tu không có ráng à, làm gì phải ráng tu. Nhưng mà thôi giờ lỡ giải đãi quá, thôi gắn cho mình câu nữa ráng tu. Thì thưa đại chúng là cuộc sống tu hành mình nó không khác cái đời sống hàng ngày của mình. Và hàng ngày mình sống như thế nào thì mình ứng dụng vào cái chuyện tu của mình như thế. Thí dụ như đấy, đang lái xe nửa chừng thôi chán quá muốn đi làm, quay xe về, đuổi việc chết, ráng đi làm mặc dù mệt. Thì cái tu tập của mình như vậy. Mình ở đây có 4 ngày à, mà thiệt sự nói 4 là nghe cho nó oai vậy chứ có 3 ngày à, mà 3 ngày nói nghe cho oai vậy chứ còn có nửa buổi là Chủ nhật thôi nè. Thật ra là tu trọn là tu thứ 6, thứ 7 thôi, chứ Chủ nhật là nửa ngày à. Còn cái ngày thứ 5 bữa hôm là mới có buổi tối à. Thật thử nghe 4 ngày thì nó oai vậy đó. Rồi giờ còn 3 ngày còn lại trừ 3 bữa ăn là hết mấy tiếng. Rồi giờ đi ngủ là còn mấy giờ. Rồi chưa tính là mà giờ mình đi rửa tay, vệ sinh, rồi nói chuyện, rồi khiều nao nói chuyện nữa. Thành đứa trừ chơi tới lui tu cũng còn mấy tiếng hết trơn, phải không? Mà cái gì cũng ráng được hết. Kệ, sắp về rồi chỉ ráng nói cho xong đi. Cái gì cũng ráng được mà tu không có ráng. Bây giờ Phật nói trong kinh Đại Bảo Tích, Phật nói vậy nè: mình tu sao á mà mình thấy rằng á, cũng giống như là mình chèo thuyền ở trên chiếc thuyền bằng đất sét á. Quý vị tưởng thuyền đất mà xuống nước thì sao? Nó rã, nó mềm. Cho nên trước khi nó rã, nó mềm thì mình phải chèo cho nhanh để tới bờ. Thì Phật nói là cái sự tu gấp rút của mình tưởng tượng như mình đang chèo thuyền đất ở trên sông. Còn nếu như mà lỡ á, mà mình có lười biếng nửa chừng á, thì hãy cắm cái sào lại. Một là đi tới, còn tệ nữa là đứng yên chỗ chứ không để nó luôn. Cắm cái sào lại. Nếu mình lỡ buồn phiền những gì đó, dừng lại, nhưng mà không lui sụp. Mà hễ mình lui sụp là nó đi luôn á. Quý vị tưởng tượng mình tu như là xuống dốc vậy. Đáng lý mình phải lên dốc, mà hễ mà mình cố gắng mình lên là tới đỉnh, mà hãy buông cái là nó tuột liền, nửa chừng là nó sẽ tuột dốc. Cho nên cái này là phải do cái sự quán của mình. Bên cạnh đó, cái đây cũng một cái nghiệp đó nha. Giải đãi cũng là một cái nghiệp đó. Nên là sám hối cho con tinh tấn siêng năng. Hồi xưa có một vị hòa thượng, ông vô tu, ông viết một chữ một à, tử chết, dán khắp phòng hết trơn. Đi đâu cũng thấy chết cho nên ráng tu. Rồi ông để ngay cửa ông 4 chữ: sanh tử sự đại, sống chết là việc lớn. Thầy viện chủ hay nói khi nào mình lười tu á, đi vô bệnh viện á, đi vô nhà dưỡng già đó, thăm vòng đi về tu ruột rã luôn. Thấy không? Mình sẽ thấy trời ơi cái bác này nè, hồi xưa là sắc nước hương trời, nghiêng thùng đổ nước, bây giờ nghiêng mình chỗ. Ta nghiêng ta gì, ta nghiêng vai nghe lại cuộc đời. Quý vị có nhớ bài đó của Trầm Tử Thiên? Thì mình phải thấy rằng á, người nào á cũng một thời oanh liệt, mà rốt cuộc rồi oanh không còn, còn liệt không. Có hôm thầy dẫn một Phật tử tới, thầy giới thiệu, thầy nói đây là một tài xế xịn. Tài xế giỏi đó. Không à, nói dạ ai cũng tài và xế, cuối cùng tài không còn, còn xế à. Thì bây giờ quý vị thấy là mình đi một vòng vô nhà già, đi vô bệnh viện là mình thấy khỏe mạnh đủ thứ hết, rồi cuối cùng cũng đều ở trong cái trạng thái bệnh tật hết. thì mình thấy rằng mình còn khỏe ở đây, mình không có cố gắng thì nó rất là dở. Chứ cố gắng như vậy. Pháp Hòa hay nói người già mà lười tu, nhìn mấy đứa trẻ nó tu, cái mình nói trời ơi, nó còn trẻ nó tu mà già cỡ này không tu quê chết. Rồi người trẻ nhìn người già nó trời ơi, mấy bác già cỡ này mà còn ham tu, mình còn khỏe trẻ không tu lỗ chết. Pháp Hòa hay nghĩ vậy đó. Thấy lên trên, có một hôm mà lên chánh điện mà thấy mấy sư cô lớn tuổi, mấy bác lớn tuổi mà ngồi điềm đạm trên cái chánh điện mà ngồi thiền vậy. Lúc đó tự nhiên trong đầu mà nhảy ra mấy câu vậy: sáng nay lên chánh điện tâm đầy an vui, thầy tăng thần ngồi tĩnh tọa, mỉm cười vui dáng rất tươi, ước mong cho tất cả tâm được an vui, rạng lò tù đừng tranh cãi, biết cảm thông biết thương nhau. Xin thầy chỉ dạy chúng con lễ truyền đăng là thế nào. Truyền đăng là một cái lễ truyền cây đèn. Ý muốn nói là người thầy tin tưởng vào người đệ tử và truyền cái đèn. Cái đó là một ý nghĩa là truyền cái cây đèn chánh pháp, cây đèn Phật pháp đó đến cho người đệ tử mình để kế thừa sự nghiệp của mình. Cái đó gọi là truyền đăng tục diệm. Tục là tiếp tục, diệm là làm cho nó phát sáng lên. Truyền cái đèn và tiếp tục làm cho cái đèn nó sáng lên chứ không để nó tắt. Ở ngoài đời á, là người ta là truyền hộ khẩu, truyền bảo hiểm, truyền khế đất, truyền gia tài. Còn người tu á, là truyền cây đèn thôi. Truyền cây đèn, còn không là truyền y bát. Cái chữ truyền đây là muốn phó thác lại, quỷ thác lại cho người sau tiếp tục mình. Giống như lần này Pháp Hòa về đây, Pháp Hòa sẽ truyền đăng lại cho thầy Nhuận Hàm. Thí dụ vậy đó, là thôi không tới nữa, không đi đâu nữa. Thí dụ vậy, cho nên truyền đăng nghĩa là mình, người thầy đó tin tưởng người đệ tử truyền xuống. Và nhưng mà không phải ai cũng truyền. Mình phải thấy được ở nơi người đệ tử đó có một cái gì đặc biệt. Thì khi truyền như vậy á, là truyền thêm một cái bài kệ để nhắc nhở cái người đệ tử đó. Khi người đệ tử đó nhận cái đèn rồi thì nhớ cái bài kệ đó. Thầy mình ngày xưa đã truyền cái đèn cho mình với một bài thơ để nhắc nhở mình. Đó là cái cách mà ngày xưa chư tổ Trung Hoa và Việt Nam đã thực hiện để xác định ai là cái người kế nối mình trong cái sự nghiệp độ sinh. Cái đó gọi là truyền đăng tục diệm. Tục là tiếp tục, diệm là sáng lên, làm cho ngọn đèn nó sáng lên, không có để tắt. Bà ngoại con già rồi nên nhiều bệnh tật, cứ hay khó chịu lúc con cháu tụ tập về thăm đầy đủ thì cứ đòi chết cho rồi, sống già hoài làm phiền con cháu. Cá nhân con thấy bà rất chú ý uống thuốc đúng giờ, uống yến uống thuốc bổ. Ý nói là bà thì là không phải là bà muốn chết, nghĩa là bà uống yến uống thuốc bổ đúng giờ, chăm sóc sức khỏe lắm. Vậy mà mở miệng ra thì cứ nói là chết cho rồi, làm phiền con cháu. Rồi cái câu hỏi là mong thầy cho lời khuyên với bà vì bà hay đòi chết thường xuyên. Khuyên sao? Nói bà muốn chết kiểu nào tôi giúp. Thưa đại chúng, cái đó chẳng qua là một cái tâm lý của người già thôi, chứ không có gì đâu. Người già nó ngộ một cái á, miệng thì nói một đường nhưng mà tâm thì muốn một kiểu. Thí dụ như là nói thôi tao không cần ai lo, nhưng mà thiệt sự ra là cần mình lo dữ lắm, mình không quan tâm là buồn liền. Thành thử ra cái người già đó, cái tâm lý là một mặt đó là không muốn phiền con cháu, nhưng mà thật sự là rất muốn con cháu quan tâm. Cho nên thôi đừng có buồn bà, cái này chẳng qua là một câu nói bình thường của người lớn tuổi thôi, phải không? Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, cuộc sống của chúng ta ai cũng có cái tật. Có nhiều người giận người ta, tức, nói sao? Tao mà đánh mày chết, tao không ở tù, tao đánh liền. Mà cứ nói, không nói tao có dao tao đâm mày chết, tao đánh mày chết, cứ nói riết cái đó mà thật sự đâu có làm đâu, thì cũng là một cái loại nghiệp. Mà nghiệp hay nói những cái kiểu vậy đó. Có nhiều khi con cái mà nó hỗn hào bất hiếu đó, tao biết sanh mày ra vậy, hồi nhỏ tao bóp mũi mày chết cho rồi. Mà cũng cứ là những cái câu đó mình thường xảy ra vậy. Cho nên cái này là mình chỉ thông cảm người lớn tuổi thôi. Và nếu như á, mà mình có khuyên là khuyên vậy thôi: bà ngoại ơi, bà ngoại còn sống khỏe, sống tốt, con cháu ai cũng rất thương, tại sao bà không cứ nói bà sống cho khỏe, bà cứ nghĩ chi điều tiêu cực, nếu muốn nói. Còn không thì thôi mình cứ nhận đó như là cái tật của người lớn tuổi vậy đi. Mình lấy cái lòng thương hiểu đó, hiểu rồi sẽ thương. Mình hiểu người già rồi mình thương người già. Cho nên là mai mốt mình già rồi cũng có người hiểu mình lại. Hồi đó có một cái ông đó đó, ông mới đóng một chiếc xe gỗ đó. Rồi con ông hỏi là đóng chi vậy ba? Ông nói bà nội con á, già lẩm cẩm hay làm phiền con cháu, thôi ba đẩy chiếc xe này vô rừng cho bà nội ở trỏng đi, rồi cho bà nội tự mình sống ở trỏng rồi chết ở trỏng luôn, chứ ba nuôi hoài ba mệt quá. Nó nói ba đẩy xong ba nhớ đem về lại cho con nha ba. Ông nói chi vậy con? Nó nói mai mốt tới phiên ba con đẩy, con khỏi đóng chiếc khác. Thưa thầy, Phổ Đà Sơn là nơi Đức Quan Âm ngự và núi Nam Nham trong 12 câu nguyện, hai địa danh này ở đâu? Thưa đại chúng, là thật ra đó thì người Trung Hoa đó, người ta có đề xướng ra 4 cái ngọn núi nổi tiếng ở Trung Quốc để biểu tượng cho 4 vị Bồ Tát. Ngũ Đài Sơn thì họ nói rằng Đức Văn Thù xuất hiện ở đó, cho nên gọi là núi của Ngài Văn Thù ở Ngũ Đài Sơn. Cửu Hoa Sơn là núi của Ngài Địa Tạng. Phổ Đà Sơn là núi của Ngài Quan Âm. Và Nga Mi Sơn là núi của Phổ Hiền. Nhưng mà Pháp Hòa nhớ là núi của Chu Chỉ Nhược. Bữa hôm hỏi vô kỵ rồi. Thật tình mà nói á, không có Bồ Tát nào dành 4 cái núi đó của ai hết á. Nhưng mà tại vì người Trung Hoa luôn luôn là muốn đặt để một cái gì đó cho nó đặc biệt, cho nên các vị mới đặt ra 4 cái núi thành tứ đại danh sơn của Phật giáo Trung Hoa. Chứ còn thật sự Đức Quan Âm cũng không có phải ở cái núi Phổ Đà đó. Nhưng mà mỗi nơi nó có một cái điển tích, rồi từ đó người ta lấy cái ý nghĩa đó mà ta đặt rằng núi này của Đức Quan Âm. Ví dụ có một câu chuyện là có một vị hòa thượng người Nhật đến Trung Quốc xin thỉnh một bức tượng Quan Âm về Nhật Bổn để thờ. Thì khi thuyền đến cái tỉnh Triết Giang, đến cái dòng sông ở Phổ Đà Sơn đó, mà Phổ Đà đó là họ đặt cái tên thủy, nguyên thủy của nó cũng không có phải tên là Phổ Đà nữa. Thì cái thuyền nó cứ đi vòng vòng hoài, nó không đi nữa. Thì vị hòa thượng này mới nghĩ rằng chắc là Đức Quan Âm này không chịu đi về Nhật Bổn, Ngài muốn ở lại Trung Quốc thôi. Cho nên ông mới tấp thuyền vô cái bờ đó, ông lập một cái miễu nhỏ, ông thờ Đức Quan Âm đó. Và đặt tên cho cái miễu đó là Bất Khẳng Khứ Quan Âm, tức là Đức Quan Âm không chịu đi, bất khẳng khứ. Và từ đó người ta đồn với nhau, lâu ngày thì nó thành ra một cái linh thiêng ở cái núi đó là núi của Đức Quan Âm. Thì các núi kia cũng vậy, chẳng hạn như núi Cửu Hoa, thật ra là đâu có ông Địa Tạng nào đó đâu, mà bởi vì ngày xưa có một thái tử tên là Kim Kiều Giác. Nghe chữ Kim là biết nước nào không? Nước Kim Chi á, nước Hàn Quốc á. Thì cái ông thái tử này tên là Kim Kiều Giác mới đi thuyền qua Trung Hoa để tu. Và ông đã tấp vô cái núi đó để ông trụ ở đó ông tu. Và ông đã sống tới 99 tuổi ở đó. Và sau này người ta thấy cái hạnh tu của vị đó đó tương tự như Đức Địa Tạng, cho nên mới đặt Ngài Địa Kim Kiều Giác là hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát. Và lấy cái núi đó gọi là núi Cửu Hoa, bởi vì nó có 9 cái ngọn lên như là 9 cái bông sen, 9 cái hoa, cho nên là Cửu Hoa Sen. Còn nói câu chuyện nữa chứ, nói khi ông đến đó đó, ông mới xin một ông trưởng giả ở vùng đó đó cho đất. Thì ông trưởng giả đất nhiều quá, mà ông trưởng giả nói tôi đất đai nhiều lắm, hòa thượng xin nhiêu tôi cho. Hòa thượng nói không, tôi không xin nhiều, tôi xin bằng cái tấm y của tôi thôi, cái tấm y đó. Thì ông kia ông nghe vậy, ông nói trời ơi tưởng gì chứ, hòa thượng cứ lấy đi. Thì cái ông Kim Kiều Giác này ông tung cái y lên, cái y phủ hết 9 ngọn núi luôn. Trời ăn gian dễ sợ. Xin con lá y phủ hết 9 núi của người ta. Thì sau này cái ông Ngài Kim Kiều Giác đó, Ngài ở đó Ngài tu, thì cái ông điền chủ đó đó thấy cái thần lực của Ngài vậy mới theo phò Ngài. Rồi người con trai thấy vậy mới thôi theo người cha. Hai cha con theo phò Ngài Hòa Thượng Kim Kiều Giác. Bởi sau này ta mới vẽ cái hình Địa Tạng Bồ Tát á, ngồi rồi có hai ông có râu, ông trẻ đó là hai người đó là hai cha con đó, ở cái núi làm chủ cái núi đó, đó. Rồi sau này cái đặt tên luôn là núi của Ngài Địa Tạng. Nhưng mà thật sự ra núi Phổ Đà không hề có tên Phổ Đà, vì nó là tên của Trung Hoa. Nhưng mà dựa theo trong kinh á, thì Đức Quan Âm ở núi Bổ Đà Lạc Già, gọi là Potala tiếng Phạn ạ. Rồi mình mới âm lại Potala là Bổ Đà Lạc Già, và người Trung Hoa đã chuyển âm đó thành Phổ Đà Sơn, núi Phổ Đà. Chứ chữ Phổ Đà nó không phải tiếng của Trung Quốc, chữ Phổ Đà là tiếng của Ấn Độ, gọi là Potala. Bây giờ ở bên gì Tây Tạng có cái cung điện Potala đó, thì mới đặt nó là Phổ Đà. Thì núi Phổ Đà nằm đâu? Nó nằm ở phía nam của Trung Quốc, thuộc tỉnh Triết Giang mà đông nam, cho nên người ta hay gọi là Nam Hải Quan Âm. Tức là Đức Quan Âm thường ngự ở biển phía nam mà của Trung Quốc, chứ không phải của Ấn Độ gì cả. Hiểu ý không? Vậy thì khi mà cái câu 12 nguyện của Đức Quan Âm á, Nam Mô Vọng Nam Nham, cần lễ bái Quan Âm Như Lai, gì nữa, già tỏa giải thoát nguyện. Già tỏa tức là cởi mở, mở ra những cái xiềng xích cho mình. Tức là Đức Quan Âm nguyện rằng sẽ cởi mở những cái xiềng xích, những cái khổ lụy của những người nào thường hướng về phía nam để đảnh lễ Ngài. Vọng mà, vọng là mình hướng vọng về đó. Nam Nham tức là cái núi phía nam. Cần lễ bái là siêng năng lễ lại, thì Đức Quan Âm sẽ độ cho người đó, giải tỏa những xiềng xích, những khó khăn, những gút mắt trong lòng. Đặt ra 12 cái câu nguyện như vậy. Vậy thì Nam Nham cũng để chỉ cho Phổ Đà Sơn. Và Phổ Đà Sơn là vì nằm ở phía đông nam của Trung Quốc, tỉnh Triết Giang, cho nên mình thường gọi Đức Quan Âm Nam Hải, Nam Hải Quan Âm. Ngay cả Việt Nam mình ngày xưa cũng có một đức công chúa đi tu, và người ta cũng nói rằng Ngài là thị hiện của Quan Âm, nhớ không? Công chúa Ba, công chúa Ba. Và quý vị tụng cái bài Sám Quan Âm coi. Quan Thế Âm oai thần lồng lộng, khắp thế gian đều trọng danh Ngài. Chúng sanh hết thảy ai ai, khi nào gặp nạn niệm Ngài liền quá. Bởi gần trần thế gần xa ngưỡng mộ, Quán Thế Âm cứu khổ độ sanh. Nếu ai có một niệm lành, niệm danh chuyện gì cũng qua. Rồi nói nó là tại động hương tích Bắc Thành Việt Nam, một cảnh mây lam che phủ, có tham tuyền, có cam tuyền, thạch nhũ bao quanh. Cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo hậu. Dưới bệ ngọc chia nhau sớm tối, chầu hai bên không lỗi đạo thầy. Đó là cái bài sám của người Việt Nam để ca ngợi Đức Quan Âm đã từng thị hiện ở núi Hương Tích của Việt Nam. Thì thay vì bây giờ mình niệm là Nam Mô Phổ Đà Sơn, Đại từ bi Quán Thế Âm Bồ Tát mình có thể đọc theo tiếng Việt: Nam Mô Hương Tích Sơn Cứu Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát. Mình là người Việt và mình cũng đã từng có nghĩ rằng Đức Quan Âm đã từng thị hiện ở đó. Cái bài sám đó hồi nhỏ Hoàng nghe bà hàng xóm tụng mà thuộc á. Tại hồi nhỏ là thích nghe kinh, ai mà nghe kinh là cứ đứng vòng vòng nghe cho bà hàng xóm mà tụng bài đó đó. Mà bà tụng là bà ngồi trên cái bàn vậy nè, bà ngồi trên cái bàn vậy, bà gõ mỏ bà tụng. Mà ở Việt Nam dưới quê mũi dữ lắm, cái bà mới lấy cái bao bố á, bà chồng hai cái chân vô để mà mũi nó đừng có cắn. Mà hồi nhỏ mình đâu có biết đâu, mình tưởng đó là nguyên uniform của người tụng kinh, cho nên Pháp Hoàng cũng đi kiếm cái bao mà chui vô. Về nhà tụng kinh cũng kiếm cái bao chui vô vậy. Hồi nhỏ không biết, cứ thấy bà cụ đó, bà chui hai cái chân vô cái bao đó, bà ngồi bà tụng là cứ về kiếm y vậy. Thì nó ngồi tụng vậy. Mà hồi nhỏ là tụng cái bài sám đó mà Pháp Hoàng nghe qua thuộc. Vậy thì bây giờ quý vị nhớ là Phổ Đà Sơn hay là Nam Nham gì cũng là một chỗ, mà riêng Việt Nam mình vẫn có một nơi như người Trung Hoa người ta nói vậy đó, Hương Tích ở ngoài Bắc á. Hình như là gì đây, con xin hỏi thầy giải đãi là gì đó, Pháp Hòa giải thích nãy rồi đó.